khuyết tật là phải được tâm luyện, phải được tương tình, được tương đồng tiền với sinh. Hôm nay là thứ hai mà được tiếp học môn Phật pháp căn bản. Hôm nay được cái duyên phải được tâm luyện từ chùa Hoằng Pháp Pháp Môn Sài Gòn về tâm trường cao quý học bổng của học bổng của Phật tử Ngồi Trân Tử, Ngồi Sư Phụ của Ngài chùa Hoằng Pháp, Phật tử Thúc Chân Tính. Giờ này cũng chưa đại đức cùng các thân sẽ phát tâm tay chúng tôi những danh hiệu của sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần bắt đầu những chương trình hôm nay. Nam mô bản thân con mình nhiều khi cũng không có, nhưng mà
chúng con xin lên ở đây để thay mặt với đại đại diện. À, cái này là cái quỹ của chùa để gửi tặng cho các anh em. Để chúng con không biết nói gì cả, thì là những người đi trước thì chúng con mong rằng là quý thầy, quý cô cố gắng học và để phát triển đạo Phật của chúng ta. À, khi mà chúng con lên đây thì thấy trường rất là mình cũng tăng cho sinh cũng tăng ít. Nhưng bản thân chúng con học ở Sài Gòn đó thì thường thường là từ cái điều kiện là cái tăng ni sinh đông hơn. Nhưng mà bản thân chúng con cũng là những tăng ni sinh cũng học ở những cái trường ở biết là khi mà đi ra ngoài, khi mà đi học thì cần rất là nhiều kinh phí hay là cần rất là nhiều cái sự hỗ trợ. Có những cái lúc mà ví dụ như trường là có cái, những cái cơ sở hay là cái gì đó, cái điều kiện vật chất hay là đi học cũng cần đóng học phí hay là cái gì để cho trường trang bị cho mình, khi mà trường mà trang bị cho mình hay là trường có một cái vốn, cái quỹ thì tăng ni sinh cũng rất là hạnh phúc. Bản thân con đây là ngày xưa đi học là giống như học học viện đấy, khi mà trường cho học bổng hay là cái gì thích lắm, thêm trường làm ra những cái gì đấy, tặng ra cái gì quỹ trường lo cho chúng ta thì chúng con cũng rất là quý và rất là hạnh phúc khi được học những môi trường đầy đủ. Cho nên từ cái chỗ đó thì đấy là đúng cái lập trường của tăng ni sinh khi học là được nhà trường hỗ trợ. Còn đối với tăng ni sinh thì nhiều khi là chúng ta thì nhiều khi chúng ta thấy đấy là điều hạnh phúc, còn như đối với nhà trường thì lại là một vấn đề để mà có điều kiện cái kinh phí mà để mà lo cho tăng ni sinh lại cũng phải nhờ những cái nơi khác và các thầy các giáo học sư đây lại cái mà hàng nỗ lực nói chung là vận động chỗ này chỗ kia cũng kêu gọi nguồn chùa pháp các con được đấy thấy được cái đấy thì nói chung là sư phụ thì cũng không có nhiều này. Với một năm thì cái hỗ trợ ba mấy cái trường trung cấp mặc dù được tòa cũng ấy nhưng mà thôi thì thấy là cũng hỗ trợ cũng tinh thần cũng nghe. Hôm nay thì cũng được duyên thôi, chứ chúng con thì lên đây cũng tính là tôi gửi là trao tặng cái số tiền nữa thì cũng là chụp ngồi với thầy nữa, tưởng chừng thôi chứ không có lên đây nói chuyện với mấy em. Nhiều khi cũng biết lên nói cái gì đây, nhiều khi mình cũng đang trong những cái bức tường mà đang học, đang tăng ni sinh, nhiều khi ta còn trẻ lắm. Chứ cũng chưa lên đây mà giống như các thầy đi học, có nhiều kiến thức mà dạy hay chia sẻ một cái vấn đề ấy về cuộc sống, với lại cái kiến thức ấy. Thì bản thân chúng con cũng đặt cái cương vị là giống như các vị ở đây không, nhưng mà đây là nhờ được chùa giao phó thì chúng con cũng lên đây để gửi tặng. Thì hàng năm thì đấy thì chúng con cũng đấy là thay mặt cái tặng của chùa chứ cũng không giao lên đấy mà để mà thầy sẽ gửi thì để hàng năm hỗ trợ để cho tăng ni sinh chúng ta tu học đấy. Chúng con có đôi lời thôi, còn đây là bạn học với con đây. Đấy, hôm nay còn nhỏ lắm, nhưng mà lên đây mà ngồi cầm mic nói chuyện với lại mấy em thì mình suy nghĩ cũng hơi ngại. Bởi vì cái quãng đường mà khi mà lên đi ra ngoài, học xong thì đi ra ngoài làm chùa. Ngưng đi nhưng mà vẫn đang còn muốn đi học. Mỗi lần đi học thì thực sự ra cũng tìm chùa này, chùa kia ở rồi cũng để được. Hay là cũng ấy chúng đang mang đang còn để cũng đang còn muốn đi học, cũng đang còn muốn con được học đấy. Cho nên nhiều khi không biết gì thì thôi chúng con thì cũng có đôi lời vậy thôi. Để chúng con xin được gửi mic cho thầy Bảo Phước để cho thầy nói chuyện thì nó ấy hơn. Chứ còn chúng con đây cũng thay mặt đại diện và bản thân mình là nhiều khi cũng đang còn muốn ngồi ở đây để học hỏi thêm nhiều cái kinh nghiệm, cũng đang còn muốn ngồi trường lớp ở đây. Đấy, cũng không biết nói gì, cũng biết chia sẻ gì thì cũng chỉ có đôi lời vậy thôi. Đấy là cái vấn đề là hỗ trợ của chùa pháp, đó là thượng tọa Thích Chân Kinh thành lập cái quỹ học bổng. Đấy, thì hàng năm thì hỗ trợ cho trường của chúng ta để cho trường có cái điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn để cho các anh em tăng ni sinh chúng ta có cái điều kiện cái đời sống của cuộc học tốt hơn thành được Phật. Tiếp theo là xin đức ca tặng quý thầy.
Kính thưa chú, kính thưa con mời ngài đến khách đời Phật Phước ta đời lời chia sẻ gì đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi kính bái bạch trên hòa thượng thượng trong Hà Tĩnh, kính bạch đại đức Thích Tâm Liệt, kính bạch chư tổ thiện tướng, kính thưa tổ thiện quý tăng ni sinh, thưa đại đức Thích Tâm Liệt, thì chúng tôi có câu học thì cũng thành tập khó này là đạo được khó thứ tư. Trước kia thì là những cái bối cảnh cái miền các miền Tây Nguyên là tôi cũng thuộc cái diện vùng sâu vùng xa, mọi chuyện hết sức là khó khăn, nhưng mà với sự quyết tâm thành lập trường của giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, và đặc biệt là có sự tốt tâm giọng mạnh của hòa thượng Thích Tâm Tường là hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai, và đã đào tạo đến đây là khóa thứ tư. Từ khóa thứ nhất đó là giảng dạy mượn tạm nơi cái trường, cái chùa giảng đường chùa Bổ Nghiêm, rồi sau đó đến khóa 2, khóa 3 thì mượn ở tại nơi cái giảng đường cái chùa Bửu Thánh Tịnh Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Gia Lai để giảng dạy nơi đó. Và trong thời gian qua thì ông cũng đã thiết lập cái ngôi trường này, và trong khóa tư này là chính thức chuyển về nơi đây để mà giảng dạy. Nhưng mà trong 2 năm qua cũng gặp cái chướng duyên vì dịch bệnh khắp mọi nơi trên thế giới, cũng giống như đất nước Việt Nam, mà trong cái khóa chiêu sinh này cũng gặp rất là khó khăn. Trường thì trường mới, cơ sở vật chất thiếu thốn rất là nhiều, tăng ni sinh thì những cái tỉnh ở nơi Tây Nguyên này cũng hơi xa xôi, tăng ni sinh là những người đi học Phật thì cũng tương đối ít, và đặc biệt là do vì cái đại dịch nên cái chiêu sinh khó này thì không có được nhiều. Hiện tại thì chỉ gần được 40 tăng ni sinh để theo học ở trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai, và vì cái trong bối cảnh dịch thì cũng không có tập trung học được. Ở đây là chỉ có một vài tăng ni sinh ở gần rồi được sự giới thiệu cho phép của bổn sư về nơi đây học, còn tất cả hiện tại thì học ở thì cũng đã học online, cho nên chính vì vậy thì chúng ta thấy hiện diện ở trong cái giảng đường này thì còn chừng là chưa được 10 tăng ni sinh là vậy. Thì kính bạch trên đại đức Thích Tâm Liệt, thì trong cái thời gian qua bên trường Trung cấp Phật học được cái sự quan tâm phát tâm xây dựng kiến thiết của ban trị sự giáo Phật giáo tỉnh Gia Lai, cũng như cái sự hỗ trợ của chư tôn tiền đức trong và ngoài nước, sự hỗ trợ phát tâm của đàn na tín thí, mà giờ này trường Trung cấp Phật học mặc dù là không có được lớn như là những cái trường ở tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội hay là Đà Nẵng, thế nhưng mà vì cái đặc thù của Tây Nguyên, chư tôn đức cũng cố gắng để mà làm sao mà giảng dạy, đặc biệt là nơi đây được cái không khí nó trong lành và tốt đẹp, và tăng ni sinh về học có sự thanh tịnh cũng có sự trang nghiêm rất là tốt. Thưa toàn thể các tăng ni sinh, thì chúng ta cái trường mình thì trước đây cũng được cái sự quan tâm đặc biệt của hòa thượng Thích Trương Tính, là vị trụ trì chùa Hằng Pháp, là một trong những cái mô hình mà để mà hoàn dương tu tập rất là tốt của đất nước Việt Nam của chúng ta. Bản thân của quý thầy cũng vậy, cũng lúc nào cũng lấy cái gương của hòa thượng thượng Trương Hạ Tính. Hòa thượng tới từ khi mà cũng đi du học ở bên Đài Loan về, phát tâm mở kiến lập cái đạo tràng tu tập, đạo tràng tu tập ở tại chùa Hằng Pháp, từ một ngôi chùa xa xôi nhỏ bé. Quý thầy được nhớ cách đây không chừng là 25 năm về trước, thì lúc đó những cái khóa tu ở chùa Hằng Pháp mở ra có 60 người thôi, có 60 người tu. Nhưng mà từ những năm về sau, cái mô hình của hòa thượng chân tính phát tâm tu tập đào tạo người mà đi xuất gia, nó hiện nay thì theo quý thầy được biết, nếu mà hòa thượng trước sau nhận là cũng cả nghìn đệ tử là xuất gia thì không phải là ít, và đi khắp tới đất nước Việt Nam, đi ngoài nước, các nước bên Mỹ, bên Thái Lan, bên Lào, bên châu Âu,
hòa thượng Phật pháp khắp nơi, đưa các sư cư các đệ tử của mình để đi chủ trì làm việc Phật sự, không những ở trong nước còn nước ngoài. Đặc biệt ở trong nước là cũng hình tu tập rất là tốt. Nên bản thân với đại khi mà trở về cũng đi học bên Ấn Độ về đất nước Việt Nam cũng luôn luôn lấy mô hình tiếng lòng để làm sao noi theo gương của đức hòa thượng Thượng Trưởng Hạ Tính để mà mình lấy cái mô hình để mình tu tập rất là tốt. Những khóa tu mà an lạc một ngày, đặc biệt là chương trình của khóa tu Phật Thông đã giúp ích cho rất là nhiều. Mà từ cái khóa tu đầu tiên có 50-60 người tu, mà bây giờ là những khóa tu chùa Hạnh Pháp mở ra trong bối cảnh trước dịch, chứ bây giờ dịch thì không có tập trung nhiều được. Thì một người mà muốn tu tập ở tại cái chùa Hạnh Pháp và đăng ký từ trước hàng mấy tháng, thậm chí có nửa năm, và giới hạn là nhận tùy theo khóa tu. Khóa tu nhận khoảng chừng là 1.000 người, 2.000 người, 3.000 người, khi 5.000 người, tùy theo cái khóa tu mà phải đóng trước, tức là số người tham dự rất là đông, hạn chế thì không có nhận hết được. Và không những về vấn đề hoằng dương Phật pháp đúng như cái tâm nguyện của chùa Hoằng Pháp, mà Đức Hòa Thượng Thượng Trưởng Hạ Tính còn phát tâm lo rất là nhiều vấn đề đào tạo tăng tài, xây dựng chùa chiền, mở rộng đạo tràng, phát huy Phật pháp. Thế thì như Đại Đức Thích Tâm Liệu cho biết là không những là Hòa Thượng đã làm rất là nhiều việc mà phát tâm còn giúp cho các tăng ni sinh và các cái trường ở vùng sâu vùng xa, những cái trường trung cấp và tới 30-40 trường, chứ không phải là riêng những trường trung cấp ở Tây Nguyên xa xôi này. Thì mỗi một tháng thì chúng con được biết là Hòa Thượng phát tâm khoảng chừng là 5 triệu để giúp cho các tăng ni sinh có một chút nào đó trong vấn đề ăn ở ngủ, tài trợ cho các trường của một phần, mà không phải một trường mà tới 40-40 trường như vậy. Vậy công đức của vô lượng vô biên của trên Đức Hòa Thượng Thượng Trưởng Hạ Tính cùng chư tăng phụng tử ở tại nơi chùa Hạnh Pháp, thì thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường trong tập thể của trường trung cấp Phật học, thì chúng con xin được ghi nhận đảnh lễ tri ân trên Đức Hòa Thượng Thượng Trưởng Hạ Tính với quỹ đào tạo tăng tài Hồ Chánh Tử. Hôm nay Đại Đức Thích Tâm Liên đã vượt từ Sài Gòn ở thành phố Hồ Chí Minh và về trao hôm nay thay mặt nhân dân trường được ghi nhận cái gói vật là được là 50 triệu đồng, sẽ đỡ lo cho các thanh niên sinh trong vấn đề học hành trường đại. Một lần nữa thì thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường, con được xin đảnh lễ tri ân Đức Hòa Thượng Thượng Trưởng Hạ Tính cùng chư tăng chùa Hạnh Pháp, và đặc biệt sự hiện diện của Đức Tâm Liệu tại đây. Chúng con thành tâm kính nguyện cầu cho Hồng Ân Tam Bảo luôn luôn gia hộ cho Hòa Thượng cùng chư tăng hộ từ chùa Hạnh Pháp luôn được pháp thể kinh an về tăng thường chiếu chúng sinh dị độ, mọi Phật sự đều được viên thành. Và chúng con cũng rất là mong được Đức Hòa Thượng cùng chư tăng ở tại nơi chùa Hạnh Pháp thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến đặc biệt của môi trường và tất nhiên vùng sâu vùng xa này còn hết sức là khó khăn thiếu thốn và mặt để giúp cho một phần nào cái trường vẫn ngày một phát triển cho Phật giáo ở nơi cái vùng xa xôi này được phát triển trong ngôi nhà chung của Phật pháp. Người Việt cho họ có ta bảo chứng minh gia hộ Nam Mô chứng minh sư Bồ Tát Mang A Đát. Theo lời của quý thầy, mời các anh xin chúng ta tạm tâm đứng lên phía trước và xin một tấm hình lưu niệm A Di Đà Phật. Chúng gặp hôm nay cũng một học online nghịch về. Thế nên xin giật lại khẩu trang một chút, phải lo đây là khẩu trang không có biết cái tôi làm. Dạ, cảm ơn thầy cái gì thầy học nhà trường trả lời chị ở tỉnh Hoàng Thượng. Vừa qua thì chúng ta cũng hết 30 phút để đón tiếp nhằm quỹ tài trợ học bổng của Hộ Chân Tử là Đức Cố Hòa Thượng Sư Phụ
của Hòa Thượng Thích Trân Tính. Hộ Trân Tử là sư phụ của Hòa Thượng Thích của Ngài Trân Tính, trụ trì chùa Hồng Pháp ở Hóc Môn, ở thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi Thầy Tâm Luyện là đại diện vâng lời sư phụ đến đến trao cái quỹ học bổng là 50 triệu đồng với 6 tháng để cho các cái trường. Hiện tại thì Hòa Thượng tài trợ rất là nhiều chương trình, trong đó có chương trình để giúp cho các trường trung cấp học học một phần nào. Thì được biết là trước đây Hòa Thượng cũng tài trợ cho cái trường mình có trường 500 triệu đồng để mà xây dựng cái cơ sở vật chất đồ ở nơi đây. Thế thì hôm nay cũng là môn khoa học Phật pháp căn bản, chúng ta lại tiếp tục cái bài học học nhân quả. Hôm trước có một tăng ni, có một tăng sinh nào đó có câu hỏi, thì lần trước thầy nói là trong cái thứ hai này, trong cái dịp hôm nay sẽ trả lời. Bây giờ mời tăng sinh hôm trước đấy, là chúng ta đặt lại câu hỏi và chúng ta sẽ xin hỏi. Hôm trước là thầy tăng sinh dùng chân hay gì phải không? Trong lớp có nghe hết không? Viết tuệ. Thầy viết tuệ hả? Thầy viết tuệ mở mic lên đi. Hôm trước đó các đại sinh đặt câu hỏi, mời các sinh nhận định hay là các sinh là đó. Mời đặt câu hỏi, chúng ta bắt đầu với sinh học Phật pháp, học chương trình Phật pháp căn bản học ngày hôm nay như được tập. Mời biết ra. Các thanh niên sinh có nghe rõ câu hỏi không? Tức là một thanh sinh là thầy Thích Nhuận Định cũng hỏi rằng là có một Phật tử và hỏi về một bị bệnh, khi bác sĩ rồi cho uống thuốc bị bệnh thì các cái vi trùng vi khuẩn thì nó tấn công vào cơ thể, cho nên cơ thể của mình nó bị bệnh. Khi mình uống thuốc vô thì nó sẽ giết những cái con vi trùng vi khuẩn đó. Thì là như vậy thì có phạm tội sát sanh không, phải không ạ? Vì cái điều này thưa toàn thể các thanh niên sinh đó, chúng ta biết tuần này cái câu hỏi này thuộc về giới luật và giới là giới cơ bản nhất. Thì câu hỏi này cũng là câu hỏi rất là hay, câu hỏi thường gặp ở trong cái cuộc sống chúng ta liên quan tới cái giới thứ nhất. Giới thứ nhất là gì? Là tất cả người tu tập chúng ta là học là giới là không sát sanh. Trong đó có năm giới, giới nhà Phật thì có nhiều lắm. Cho nên chẳng hạn người cư sĩ tại gia đó, nó có năm giới đầu tiên đó, là ngũ giới để trở thành người Phật tử: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối và không dùng những chất rượu chè xịt ke ma túy say xỉn. Nó là năm cái giới căn bản nhất, cũng là năm cái nền tảng đạo đức nhất trong xã hội này. Ngày nay thế giới người ta cũng hết sức là công nhận nền tảng đạo đức, công nhận riêng cho Phật giáo và cho chung toàn cho xã hội. Thì nhân câu hỏi này có thể chia sẻ một chút cho các thanh sinh, tại vì mặc dù chúng ta học môn này, học môn Phật pháp căn bản, nó không có liên quan tới giới được nhiều, nhưng mà xin thưa là trong cuộc sống của mình, nhất là các thanh sinh, là chúng ta phải hành trì giới pháp. Và thứ hai nữa là người Phật tử tại gia, người ta luôn luôn là giữ gìn giới pháp, cho nên có rất là nhiều cái thắc mắc liên quan. Thế thì khi đó thì các thanh sinh là những người được đi học ở các trường trung cấp, cho nên chúng ta phải làm sao gặp những điều này chúng ta phải trả lời, phải chịu khó, phải nghiên cứu. Nếu nói là trả lời mà mình không biết thì không được, mình học mình có điều kiện hơn những người thế gian, vì cơm áo gạo tiền, vì
mà mình là người xuất gia, mình tu học, nhất là những cái môi trường nó thanh tịnh như thế này, các trường trung cấp hay là những chùa, thì chúng ta có thời gian đó nghiên cứu giới pháp tu tập. Thì liên quan đến điều này, có thể giải thích luôn để cho các bạn là trong cố gắng chúng ta nắm, thậm chí ai ghi chép được thì cũng nên ghi chép để sau này á là mình sẽ gặp nhiều lắm, chứ không phải riêng trường hợp như thế này. Cái câu hỏi này cũng là câu hỏi rất là thường nhật, rất là hay, rất là phổ biến. Giới thứ nhất là không sát sanh. Mình học giới thì ở đây mình cũng học luôn rồi, luôn gọi là tỳ ni, còn gọi là tỳ đại gia, giới cũng gọi là sila trong tiếng Phạn, sila còn dịch cho chúng trong tiếng Phạn giới còn gọi là patimokkha. Patimokkha gọi là ba la đề bọc so, giới là sila patimokkha, nghĩa là biệt giải thoát. Giới có nghĩa là thanh lương, là thanh tịnh, là an lạc, là phòng hộ, là giải thoát. Nhiều người nói là tôi giữ giới, tôi phải bắt tôi làm cái này, bắt tôi làm cái kia, là giống một cái trói buộc. Liên quan các câu hỏi của thầy Thích Dung Định thì quý thầy cũng chia sẻ luôn để cho các tân sinh nắm rõ cái điều này. Thay vì chúng ta hôm nay thì thời gian cũng còn lại có ít thì thôi thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái bài học nhân quả, và thầy sẽ trả lời những cái câu hỏi. Thì các anh sẽ có cái thắc mắc gì chuẩn bị câu hỏi trong cái buổi hôm nay, xem như cái buổi bóng đá cho mọi chuyện được tốt đẹp. Đây là cái câu hỏi này cũng rất là hay, nhân đó thầy cũng chia sẻ luôn cho các anh sẽ được tận tâm. Xưa nay mình cứ nghĩ là giới thì là giới là sự ràng buộc, là bắt tôi phải làm thế này, bắt tôi không được ăn, bắt tôi không được ăn lung tung, bắt tôi không được uống, bắt tôi không được đi, bắt tôi thế này thế nọ. Nhưng người đó là giới, là cái sự ràng buộc, là sự cản trở. Nhưng mà đó là cái hiểu biết rất là nông cạn. Bản chất của giới có nghĩa rằng là giải thoát, chứ không phải là sự bắt buộc. Đấy. Giống như người bản chất của người đi học là bắt tôi phải học môn toán, bắt tôi phải học môn văn, bắt tôi phải học môn đạo đức, bắt tôi phải học môn khoa học, bắt tôi phải học môn triết học, bắt buộc nhìn vô thì bắt buộc. Nhưng mà xin thưa, học là cái sự làm cho mở mang kiến thức, mở mang hiểu biết, mở mang trí thức. Tốt đẹp bản chất của việc học là sự hiểu biết, chứ phải bản chất của học là phải bắt đầu mình học này học kia. Bản chất của giới luật cũng vậy. Thế thì giới có nghĩa là sila, có nghĩa là thanh lương, là thanh tịnh, là an lạc. Tại vì chẳng hạn như mình giới, thứ nhất mà không giết người thì mình được bảo hộ, thì không ai bắt mình đi nhốt. Người nào mà phạm tội giết người, phạm này thì đi tù đi tội, nhưng mình giữ được giới, không có giết người, không giết việc này việc kia, thì không giết hại sinh vật, thì cái phúc đức mình nuôi dưỡng từ bi, nuôi dưỡng cái trí tuệ, nuôi dưỡng cái tâm từ bi, được cái sự trường thọ, được sự sống lâu, được cái sự khỏe, chứ không phải là bắt buộc mình phải hiểu điều đó. Mà giới là thanh lương, ai mà giữ giới được nhiều thì cuộc sống họ được thanh tịnh, được an lạc, được giải thoát, chứ không phải là giữ giới nhiều là người đau khổ nhiều. Nếu mình như mình không có sát hại sinh vật thì cái phúc của mình đó là người đó được cái trường thọ, được sống lâu, được cái thân khỏe mạnh, được sự tốt đẹp, nuôi dưỡng lòng từ bi. Mình giữ giới thứ hai là giữ giới được không có trộm cắp, thì những người đó không có phải là gò bó này cái kia mà không có trộm cắp, có nghĩa là mình mố được, mình đón được cái nhân tham lam cố thí, tham lam bọn sẻ, mà mình không những là không trộm cắp bảo hộ tài vật, thì phúc đức nhân quả mình sẽ có, để sau này tài vật của mình không bao giờ mất đi. Là mình tạo cái nhân mình trộm cắp, nhân keo kiệt, cái nhân này nhân kia, thì người đó mới nghèo khổ, mới bị mất của. Nhưng mà người mà giữ được cái giới này thì trong cái đời này cũng nhiều đời sau đã rất là quý mình. Mình không có trộm cắp, không gian tham, không bổn sẻ, ngược lại mình còn giúp đỡ cho mọi người, thì cái phúc đức của mình là có sự tốt đẹp, chứ không phải là gò bó gì ở đây. Mình phải hiểu như thế. Đó là những cái nền tảng của giới. Một cái giới nữa, nó có tên là được dịch từ trong tiếng Phạn Patimokkha. Patimokkha được dịch là ba la đề bọc so. Ba la đề bọc so dịch là biên biệt giải thoát. Biên biệt giải thoát là sao? Tức là giữ được cái phần nào thì giải thoát được phần đó. Cái giới có nghĩa là như thế, biên biệt giải thoát. Và mình không những khi
thiên về giới và vấn đề tu học mình cũng vậy. Mình hiểu được phần nào, mình tu được phần nào thì mình giải thoát được phần đó. Chứ mình bảo rằng là mình giữ được trọn vẹn thì xin thưa không ai giữ được trọn vẹn. Giới thứ nhất là không được sát sanh, các vị có giữ được không? Khi mà truyền giới, các anh em sinh lưu ý sau này, các anh em sinh lớn rồi, ví dụ lớn lên mình đi trụ trì một cái chùa, một cái tỉnh xá, thì mình giảng pháp hay mình truyền trăm bộ giới. Chẳng hạn giới thầy nói đơn giản thôi, liên quan tới cái câu hỏi này của thầy cũng chia sẻ cho các anh em sinh nắm cho nó rõ luôn, để sau này mình gặp trong cuộc sống. Nếu không là mình không hiểu, mình sẽ lên tâm mơ là mình không có giải thích được, mà mình cái vấn đề mình không có tu tập, mình không có nắm được, mình sẽ có sự đau khổ. Nhưng mà mình hiểu đó rồi thì rất là có sự nhẹ nhàng, rất là an lành. Giới thứ nhất là không được sát sanh, các vị có giữ được không? Ở trong này ai giữ được hết cái giới không sát sanh đó? Không ai giữ được. Nếu mà giữ 100%, không ai giữ được là 100%, có phải không? Mới sẵn học luật tiền niên sẵn Phật dạy cũng vậy. Một người xuất gia mở mắt ra học luật tiền niên chưa? Họ đang học bằng ai dạy? Thầy Đồng Giải dạy. Thế mở mắt ra chúng ta đọc câu gì? Mở mắt ra là sao? Tùng triêu dần đạt trực trí bộ. Học ngoài mà mở mắt ra buổi sáng, mở mắt ra mình bước trong xuống giường, hạ đơn, tùng triêu dần đạt trực trí bộ, nhất thiết chúng sanh tự hoài hộ, những ư tốt hạ tán kỳ hình, nguyện giữ đức thời sinh tịnh độ. Nghĩa là sao? Khi mình mở mắt ra thì mình bước trong xuống giường, mình nguyện rằng từ sớm 3 giờ dần, tùng chiêu tức là mình lúc buổi sáng, tùng tức là từ, tùng chiêu dần đáng trực trí bộ, từ sớm 3 giờ dần thẳng tới giờ chiều tối. Giờ dần đi từ 5 giờ tới 7 giờ, dần tới mẹo. Đó, chúng ta học các anh cũng phải biết một chút nữa, sau này huynh đệ phải học với nhau cái đêm này ai chỉ hết á. Tí thì sướng, dần rồi mẹo, thìn thì tí, rồi ngõ, rồi mùi, thấm, rồi dậu, tức thôi. Cái này là các anh phải học, không ai chỉ mình đâu, mình phải được học, đọc sách hay là hỏi huynh đệ, rồi thầy tổ, rồi gì học riêng, nếu không có chương trình học, đúng không? Em phải biết. Giờ cái tờ lịch lên, trong cái tờ lịch nó có, cái tờ lịch ở trên trường nó có tí, xuống, dần, mẹo, giờ. Giờ ví dụ như giờ tí, thì nó đi từ mấy giờ tới mấy giờ. Đó. Giờ mẹo, giờ dần, tùng chiếu dần đạt trực chiếu một. Giờ dần nó đi từ 3 giờ cho tới 5 giờ, 5 giờ sáng. Hết giờ dần tới giờ mẹo. Giờ mẹo đi từ 5 giờ tới 7 giờ. Hết giờ mẹo tới giờ thiền. Thiền đi từ 7 giờ tới 9 giờ. Hết giờ thiền tới giờ tỷ. Giờ tỷ đi từ 9 giờ tới 11 giờ. Hết giờ tỷ tới giờ ngọ. Giờ ngọ đi từ 11 giờ cho tới 13 giờ. 9 giờ giờ ngọ là 12 giờ. 9 giờ giờ tỷ nó là 10 giờ. 9 giờ giờ thiền nó là 8 giờ. 9 giờ giờ mẹo nó là 6 giờ. 9 giờ cái giờ dần nó là 4 giờ. Cái này các anh sinh cũng nên chịu khó học. Không có mê tính cái gì đây. Nó cũng lịch hết sức là khó học. Lịch nào bây giờ của nhà nước phổ biến có lọc lên nó giờ làm giờ hoạt đạo nó giờ bây giờ cũng phải biết chút. Học là phải chịu khó nghiên cứu. Tí sử dần mẹo tiền tiền ngọ mùi thông dầu cứ khỏi làm ông thầy là sau này cũng phải cần cố gắng phải học. Không có mê tính gì cái rõ ràng. Cái tờ lịch hết sức là khó học. Nó các tăng ni sinh giờ dở cái tờ lịch lóc lên mình mở ra trên đó, giờ hoàng đạo cái giờ ta ghi trên đó, các loại sao hạng cũng có ghi trên đó luôn. Giác ca đê phòng tông bị cơ 10-28 thì sao có ghi trên đó, định bản niên có, lịch trong định lóc là có. Các tăng ni sinh để ý. Thầy nói cho hôm nay thầy dạy đọc một chút cho coi nhân cái câu hỏi của thầy Thích Nhật Định và tăng sinh Nhật Định thì thầy cũng dạy thọng ra liên quan tới cuộc sống của các anh sẽ chịu khó. Mình rất là nhiều điều học, mình nghĩ không biết học cái gì, cứ định sinh qua ngày đó tác có lúc nét là chích là chát là Zalo là chích sợ vay mơ đủ thứ lên qua ngày, mình phải chịu khó mình học nghiên cứu. Cái này là làm thầy hay làm tăng ni sinh phải học, học từ huynh đệ, học từ thầy tổ, học từ bạn bè. Trên trường lớp thì
thì không có môn, có môn Phật pháp căn bản, có môn giới luật, không có đề cập tới vấn đề nhiều. Nhưng mà ở trong đó các cái khi cuộc sống thì chúng ta phải học các vấn đề, cố gắng cái điều này. Thế nên trở lại vấn đề giới thứ nhất là xin thưa rằng giới có nghĩa là patimokkha, là ba la đề một so, dịch là biệt biệt giải thoát, giữ được cái phần nào là giải thoát được phần đó. Và thầy cũng xin thưa rằng là trở lại vấn đề giới luật của thầy, từ sớm mai giờ dần thẳng tới chiều tối, mình sáng mình mở mắt ra, mình ngủ mình vô tình mình đạp dưới cái chân thì mình phạm giới rồi, có phải không? Các tăng nhân sinh bây giờ đi ra bên ngoài làm cuốc như đây, như các tăng nhân sinh hay tất cả quý thầy giờ chồng vay chồng gói thì phải bón thuốc không, có phải bón phong hay không, phải tưới nước hay không, là trong đó vi trùng rất là nhiều. Thế thì không có ai giữ được 100%. Giới thứ nhất là không sát sanh thì gần như đó là chỉ trừ thánh nhân chư Phật Bồ Tát mới giữ được 100% thôi. Còn các tăng ni sinh hay là những quý thầy, thậm chí các vị hòa thượng đó, không ai giữ được 100% hết. Chính vì vậy là giới cái là biên biên giải thoát, giữ được cái phần nào thì giải thoát được phần đó. Không những giới thứ nhất mà giới thứ hai, giới thứ ba là cũng thế. Giới thứ tư là không nói dối, nhưng mà trong đó Đức Phật dạy có là khai giá trì phật, có trường hợp nào tất nhiên chúng ta cũng phải nói dối cho tốt thì cũng nên nói dối, chứ không phải là lúc nào khư khư nhiều hết thì ổn ức cho ba đời chư Phật. Một hôm Đức Phật đang ngồi thiền, tự nhiên ở trong một cái rừng thì có một cái tên thợ săn bắt một con nai xuyên qua cái đùi của con nai đó, nai nó chạy cập khiễng nó thoát vào trong rừng xong và chạy ngang qua cái trước mặt Đức Phật ngồi dưới cội cây bồ đề trong rừng đang ngồi tĩnh tọa. Thì ông thợ săn chạy tới đó thấy cái hướng hôm nay tới đó là móc cút, nhưng mà tới đó là ngã ba đường thì không biết con nai chạy hướng nào. Và hôm nay cô đàn ông thấy con nai nó chạy về hướng nào không? Hôm nay nó chạy về hướng bắc mà Đức Phật đang chỉ về hướng tây. Đức Phật có dối và mình đừng dối để cứu sinh mạng mọi người, cứu sinh mạng của các cái loài vật, của chúng sanh. Nên trong trường hợp này là nói dối mà không có tội. Có tội đi nữa thì giống như loại đó người ta phạt 10.000, nhưng mà công đức lại cứu mạng hướng được 100.000, mình lời là 90.000, nó dễ hiểu vậy đó. Cho nên dối là mình phải giữ, nhưng mà phải uyển chuyển trong trường hợp nào đó kia. Trở lại vấn đề nước thứ nhất là không có sát sanh, xin thưa là chỉ có chư Phật Bồ Tát là mới giữ được 100%, chứ không có ai giữ được 100% hết. Còn lại là những cái người tu tập mà mình phải biết giữ gìn thế thôi. Mình thức giấc là sao? Từ sớm mai giờ dần thẳng tới chiều tối, tất cả chúng sinh phải tự giữ gìn lấy thân mạng của mình. Nếu mà ở rưỡi ở dưới chân những ưu tốt thả tám kỳ hình, nếu mà lỡ ở dưới chân mình đạp nó chết thì mình phạm giới sát sanh. Nhưng mà mình trải tâm từ bi, nhường ưu tốt hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Nếu mà có lỡ nằm ở dưới chân của tôi mà tôi đạp nó nát nó chết rồi, thì tôi cũng cầu mong cho cái hương linh đó, cái chúng sinh đó hãy sanh vào những cảnh giới an lành, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Trải cái lòng từ bi mọi vô công đức cầu nguyện. Người con Phật của chúng ta phải sống trong cái thế giới cầu nguyện, sống trong thế giới của từ bi, sống trong thế giới của Bồ Tát đạo, lúc nào cũng hướng tâm đến chúng sanh, cầu cho chúng sanh được sự an lạc, được sự giải thoát, được sự tốt đẹp, sinh về những cái cảnh giới an lạc, tịnh độ. Độ là cái cõi, tịnh tức là sự trong sạch, sự an lạc là tốt đẹp. Mình cầu siêu nhưng mà không dễ, nhưng mà được siêu thoát hoàn toàn. Nhân đây thầy cũng nói lên các tăng ni sinh chúng ta biết khi mà chúng ta học tối mình tụng kinh, mình cầu cái hướng đến được siêu sanh tịnh độ, siêu sanh Phật quốc, nó không dễ gì mà sinh được Phật quốc đâu. Mà sinh về gọi tịnh độ tức là sinh về gọi lành, mà cái từ siêu là cái từ đi lên, từ đó là từ đi xuống. Thì các tăng ni sinh chúng ta hiểu một cách tích cực như vậy, phải hiểu như thế này: siêu là đi lên, mà tất cả cuộc sống của con người á, muôn hình vạn trạng, sống
thì làm gì mong hai chữ gì? Bình an. Cái chữ bình an nó có đầy đủ hết. Mình cầu hai chữ bình an là có đầy đủ. Mình có tiền, mình có bình an, mình nợ nần, mình thiếu thốn thì bình an được không? Có bình an được. Mình phải có một cái thân thở nó khỏe mạnh, nó tốt đẹp, không bị dịch bệnh, không bị Covid, không bị ung thư, không bị những cái bệnh này bệnh kia, bị nan y, thì mình có sự bình an. Mà một khi mà mình có những cái chuyện này chuyện kia, bệnh tật thế này kia, mà mình mất sự bình an, mình phải có thân thở khắc đẹp. Rồi những người thế gian còn mong bình an, người ta phải có cái gia đình êm ấm, có con ngon, có vợ hiền, có người chồng tốt. Chứ còn gia đình rụt rịch mà đánh nhau ông sòm chữ cuối thì có bình an hay không? Không bình an. Thành sự cầu có sự bình an là cầu đúng ở trong đó. Sống là mong hai chữ bình an. Bình an là có đầy đủ những cái điều kiện yếu tố. Cho nên cầu bình an là cầu chung. Cho nên về chùa gọi là cầu an là gì? Chết thì còn gì? Cầu siêu. Siêu là đi lên. Phải hiểu cái từ siêu. Các anh đã học chữ Hán rồi đó. Biết cái từ siêu. Ba, nghiện những tức thời, sức tình độ, cái từ siêu thoát thì các tăng sinh phải biết được cái chuyện hát. Có bộ tổ qua cái chuyện đá là siêu tức là đi lên, nó vượt lên. Vượt lên. Còn ngược cái chuyện siêu là chuyện đỏ, rất hạn. Ví dụ, mình đang là một con người, mình cầu cho người được siêu. Mình đang là một con người là mắt thì lé, tướng thì lùn, hoi ha, nợ nần, tật bệnh đủ thứ đó. Mình đau ốm đúng tu đủ thứ, nhưng mà mình có tạo duyên tạo phúc, thế mình chết rồi mình tái sinh lại làm người, nhưng mà làm người thân thể khỏe mạnh tốt đẹp, giàu có, đoan trang, có trí tuệ, có kiến thức, có đạo đức, ai cũng quý mến, đó là mình cũng đã siêu rồi. Siêu tức là đi lên, chứ không phải là cái tình nào mình sinh về gặp Phật cũng gọi là siêu. Siêu là đi lên, phải hiểu nó như thế. Đó là siêu, siêu sơ sơ đó, tái sinh làm người. Còn nếu mà siêu đó, mình mà siêu tức là vượt lên, vượt lên cao nữa là sao? Mình xuất lên những thiên hà, những hòn vũ, mình xuất lên những cảnh giới siêu việt không? Và cảnh giới của chư thiên, trời tam lợi, trời phạm thiên, thời giả ma, trời đấu xuất trời, trời tha hóa tự tại. Những cái cung tròn, những cảnh giới, những hành tinh mà nó cao cấp hơn, thì các cảnh giới của chư thiên siêu lên một siêu cao hơn. Còn nếu mà siêu nữa thì mình mới lên cái cảnh giới cái gì? Của thức văn, của duyên giác, của Bồ Tát. Và khi nào siêu thoát hoàn toàn của thành Phật, đó là được siêu lên. Nhưng mà mình hiểu cái nghĩa từ siêu, nó lên từng bước từng bước. Ngược cái từ siêu là từ đoạn. Mình đang là một người giàu có phúc đức, tướng hảo quang minh, nhà lầu ô tô, cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà tạo nghiệp nặng cái tự nhiên của mình chết, mình tái sinh ra là một người vừa nợ vừa nằm, vừa hèn vừa lùn vừa lé, vừa điếc vừa mây, thì cái đó là bị gì? Bị đỏ rất hạn, rất hạn là đỏ, từ đỏ là từ rớt xuống. Đang là một con người phúc đức tốt đẹp mà mình bị rớt hạn thì cái từ đó gọi là đỏ. Mà mình đỏ nặng nữa thì mới đỏ trong những cảnh giới của súc sinh. Súc sinh thì có hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ loài côn trùng, kiến, bò, bay, máy, cựa, voi, ngựa, trâu, bò, cá, chuột, chim, đủ thứ hàng này. Sinh vào những cái loài đó thì rất nặng, cũng làm người là đỏ. Trường hợp đỏ nặng nữa thì muốn sinh vào các loài quỷ, loài ma, đỏ nặng nữa muốn sinh trong cảnh giới cực cùng khó đau, khổ đau, cảnh giới địa ngục. Nên các anh sinh ta học là chúng ta thấy cái điều đó một cách tích cực và nhẹ nhàng như thế, chứ không phải lúc nào mình cứ nghĩ là siêu là thành Phật Tát Tổ, là thành Bồ Tát là siêu, phải sinh về cảnh giới của chư Phật Bồ Tát gọi là siêu, thì cái đó là siêu hoàn toàn. Mà mình biết là từ siêu đi lên, mà hàng ngày không có dễ ai mà có được cái sự siêu hoàn toàn đó. Đó từ siêu. Thế thì mỗi một buổi sáng chúng ta thọ trì, rồi chúng ta bây giờ thứ hai nữa uống nước, liên quan cái giới thứ nhất, liên quan câu hỏi đó có tăng sinh nhận định là thầy chia sẻ thật là rộng, và các tăng sinh có cái kiến thức trong lĩnh vực này, và hàng ngày chúng ta gặp phải các Phật tử có hỏi hay là bản thân của mình thắc mắc thì mình cũng phải hiểu rằng nó có sự tương đối, sự chuẩn xác một chút.
Cho nên cái câu hỏi của cô đó, cô hỏi thì rất là thực tế. Hàng ngày chúng ta ăn một bát canh, ai mà trồng rau sạch? Rau sạch tức là rau gì? Không có bông thuốc, không có bốc phân. Nhưng mà rau sạch thì trong đó có nhiều rầy, nhiều sâu. Nhiều khi hấp lên bát canh thấy sâu trong đó. Với ăn bữa tự ăn bữa nữa, sâu mẹ thịt ngon, sâu con thì nó béo. Chắc đó giờ thêm nổ đi. Tính trí đàn nam, tính trí nam tiêu, phiền não phát sinh, chửi bới Phật tử tốt ái nó canh này, chửi bới đệ tử ôm sầm thì phiền não phát sinh. Rất một phút đức mình nói báo đến đố đi tạc đi. Cái tu hành cái này mà bắt tôi ăn những bát canh có sâu có bọ này, thế này cái là phạm tội, thế này cái kia là thành ăn mặn rồi. Ăn mặn là gì? Ăn mặn nó đúng là ăn mặn, mặn của chúng sinh. Nếu nhiều người nói ăn mặn và ăn lạc thì cái đó nó không có chung lắm. Quen rồi ta nói thế. Ăn mặn tức là cái mặn sống của chúng sinh, cá, tôm, cua, những cái mặn của chúng sinh. Còn chữ mặn nó là cái từ dùng quen rồi, chứ là ăn mặn ăn chay, ăn mặn ăn lạc. Nếu mặn thì lại bỏ thì cũng muối thành mặn. Thành thử ra mình ăn một bát canh, ăn một cái cọng rau thì trong đó đủ thứ mặn chúng sinh. Cuộc sống này tất cả là tương đối. Nên tới mức độ mà cái nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 20, F.S. Austin, ông đã đưa ra cái thuyết tương đối. Cuộc sống này không có gì là tuyệt đối. Giữ cái giới thứ nhất sự thương ai giữ được rất hoàn toàn. Phải nói trừ chứ Phật Bồ Tát lúc nào cũng an trụ trong thiền định, trong chánh niệm, trong tỉnh giác thì may ra cứ giữ được trọn vẹn. Cho nên là khi mà quý thầy mà giảng giới bắt con trai hay thọ trì mà năm giới đó, quý thầy thường ví dụ là giới thứ nhất là giới không có sáng sanh. Ai mà giữ được cái trọn vẹn cái giới là 100%. Ví dụ ai mà giữ được trọn vẹn ăn hết cái điểm này giữ được 100%, giả sử là cái tiền thưởng là 100 triệu đồng. Thế thì cái giới này không ai thưởng được 100 triệu đồng, trừ chư Phật Bồ Tát có được 100%. Còn lại các vị họ thượng thanh chư tăng thiền đức cũng không có thể nào mà hướng được 100%. Biệt giải thoát ba tỷ một hàng giữ cái phần nào là giải thoát phần đó. Nhưng mà nó không có hưởng được 100% thì mình hưởng được 90% là giữ giới rất là tốt, hưởng được 90 triệu đồng là ngon rồi. Có nghĩa là nè, ví dụ cái giới này nếu không có sát sanh, không giết hại sinh vật, mà trong kinh điển Đức Phật dạy là chú trọng thứ nhất, ví dụ như ai giữ cái giới này, thứ nhất là không sát sanh mà mình không giết người thì đã hưởng được 50% của giới này, tức là hơn 50 triệu đồng. Mình không giết con trâu, con bò, con voi, con ngựa thì mình hưởng được 60%, là mình hưởng được 60 triệu đồng. Mình không giết con cá, con vịt, con gà, con ngang, con ngỗng, con bông bông thì những cái vấn đề đó thì mình hưởng được 70 triệu đồng, 70%, 70 triệu đồng. Đấy. Rồi tới mức độ mà mình không có giết cả những mức độ mũi nó cắn mình đuổi đi. À, mà mình niệm kinh niệm tờ mình biết rằng ở dưới đất nó có côn trùng, có những vi khuẩn nó bò vậy, uống trong nước có vi khuẩn này kia, mà mình biết được mình giữ gìn, mà mình hướng tâm trái cái lòng từ bi hoàn hướng đó, mức độ mình không giết nó mà còn hồi hướng cầu nguyện rưới có bị giết bị này siêu sinh tịnh độ thì ở nơi này là được hưởng được từ 80 cho 80%, có nghĩa là hưởng được 80 triệu đồng. Còn trường hợp mà mình biết phóng sanh, mình không có sát hại sinh vật mà mình còn mua chim mua cá mình phóng sanh, gặp những cái loài mà khó khổ việc này việc kia mình cứu mình giúp nó, mình không có giết, thậm chí con mũi bò nó cắn mình mà mình không có thôi đuổi đi được, con kiến nó cắn mình, mũi nó chích mình mà mình không giết nó còn đuổi đi, mà mình phóng sanh tạo phước hồi hướng công đức, uống một bát nước ẩm thì Phật bố quán những bát thủy bát vạn tứ thiên trùng nhiều bất trì thử chúng như thường chúng sinh dụng. Đức Phật dạy rằng trong nước có rất nhiều con vi trùng, nếu mà uống nước mà không có trì chú thì giống như là ăn thịt của chúng sinh. Cái câu hỏi này nó gần gần với cái câu hỏi của thầy của Phật tử mà đặt ra của thầy định, thầy định lưu ý. Thì chú thầy là uống nước uống thuốc thế,
Nhưng mà mình tải cái tâm từ bi vô trong đó, thì mình giữ cái gió này, lúc bây giờ mình giữ gió là 90%, 90% là siêu thoát. Có nhiều người cũng bảo rằng giới thứ nhất khi truyền gió, truyền gió cho các Phật tử mình nắm gió hay là bắt con trai gió hay thọ thiền gió là giới Phật tử tại gia thôi đó. Bồ Tát giới tại gia nữa, bốn tấm giới trọng, 10 giới khích. Còn Phật tử mình sợ sơ sơ là nắm gió, 10 giới là thập thiện giới, thân tam khẩu tứ ý tâm. Đấy, thì những cái giới đó là những cái giới rồi. Bát quan trai giới, tám cái giới bát quan trai là thường tu tập đấy. Rồi giới Bồ Tát giới tại gia, đó là có bốn nền tảng cơ bản trong người tại gia. Người xuất gia thì là giới sa di, sa di ni, thức samana, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Đó trong giới pháp người xuất gia thì có năm hạng, năm loại giới cơ bản như thế. Thế thì khi mà truyền gió có nhiều người đó, thưa thầy, con còn đang làm những nghề bắn cá, bắn vịt, bắn gà. Thì con có nhiều người Phật tử họ làm nghề bắn cá, bắn vịt, bắn gà. Có nhiều người còn làm người đệ tử. Thế nên mấy ông làm nghề đó không thể nào là đệ tử của Đức Phật, không thể nào bao giờ trở lại thành đệ tử Phật. Thế thì phải được không? Không được. Thậm chí chẳng hạn như cái Việt Nam của mình, từ Nam chí Bắc, đường bờ biển kéo dài hàng nghìn nghìn cây số, những cái người dân mà sống dọc theo cái gì mình duyên hải miền Trung, sống ở Cà Mau, rồi các cái vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận, ra ngoài Thanh Hóa, Nghệ An mà sống duyên hải miền Trung, tới ngồi Hải Phòng mà đó, để sống bên cảng bên biển thì sao, làm nghề gì? Phần lớn làm nghề đánh bắt hải sản. Thì chẳng lẽ những cái người đó có giới thứ nhất là không được sát hại sinh vật, các vị hiểu được không? Thế trả lời xong cái này càng nghe các tân sinh trả lời xong giới thứ nhất mà nói là những cái người mình phần lớn người ta Phật tử với mình dân lý rồi đấy, hay là sống từ thêm cái dọc thêm biên hải của mình, nói Việt Nam chưa nói trên thế giới, trên chỗ nào mà biển á thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm trên trái đất này? 70%. Còn những người mà sống trên biển 70%, còn đất liền núi non thì chỉ 30% thôi. Cái phần lớn người ta sống bên biển rồi suốt là nhiều đại dương nhiều. Thế những cái người mà làm cái nghề mà đánh bắt hải sản, rồi làm cái nghề bắt gà, bắt chim, bắt cá gì này kia, thì những cái người đó giới thứ nhất khi mà truyền giới quy sanh, giới thứ nhất không được sát hại sinh vật, các vị có giữ được không? Mô Phật không thì chết bốt hết. Bây giờ mình đi truyền nhớ mà hỏi các vị có giữ được không? Mà nói mô Phật không thì sao? Thì đi về chứ làm gì? Có truyền gì được nữa? Ta truyền giới pháp mà. Và giới thứ nhất là các vị, giới thứ nhất là giới không sát hại sinh vật, các vị có giữ được không? Thì những cái người làm nghề đó nói sao? Mô Phật không. Mô Phật không thì cái vị truyền giới xứng nói sao? Không đánh hẳn cái mô Phật không thì đứng dậy về truyền gì được nữa. Thế mà bây giờ mà nếu mình đang làm nghề đồ tể, giết voi, giết gà, giết vịt, mình buôn bán, mà mình làm cái nghề hải sản miền duyên hải miền Trung, mà bây giờ hỏi lại là nói thứ nhất là nó mô Phật không, không giữ được, thì mời chính chủ họ phải đứng dậy về truyền giới gì được. Mà đang làm cái nghề đó là nó mô Phật, giới thứ nhất giữ được không? Nó mô Phật có. Mình đang giết hại sinh vật độ này, chứ mình đang giết gà, giết vịt, bán, đang làm nghề chài lưới đánh bắt hải sản, mà giờ trước Phật, trước Tăng, trước Tam Bảo chứng minh, hỏi rằng giới thứ nhất không sát hại sinh vật, mình đang sát hại sinh vật như thế, mà mình nói là mô Phật có. Có là phạm cái tội nói láo và càng nặng nữa. Thế là sao? Nên nhiều trường hợp mình trả lời có cũng chết, mà trả lời không cũng được. Các tăng sư biết trả lời thế nào cho tốt không? Đấy, đánh vậy mà người mình phải giới sư và hướng dẫn người truyền giới là mô Phật con cố gắng, mô Phật con cố gắng thì sao? Nếu là con sẽ cố gắng, chứ còn mình nói có sẽ chết cũng chết, mà sẽ nô cũng chết. Đang trường hợp có nhiều người nó nói cái chuyện vui, đó là người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Có một cô gái có gặp một cái vị tăng thôi, người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói nó có là kể tình si,
mà nếu nói không là gỗ đá vô tri, nếu nói không là gỗ đá vô tri, mà nếu nói có là kẻ tình si. Em xin nhé, xin lỗi nhé, có hay không là xin quý thầy giảng dạy. Nên cái trường hợp nó đưa vào những câu hỏi, nó nói cái trường hợp mình trả lời có cũng chết, mình trả lời không cũng chết, sẽ chết cũng chết và sẽ nổ cũng chết. Trường hợp mình phải trả. Mà tinh tí của kinh tâm kinh bát nhã siêu việt sắc tức thì không, không tức thì sắc to tượng hình thức như cũng như thế. Cái tâm nó sinh tâm lý tụng kinh bát nhã tâm kinh gọi là bố kinh tâm kinh. Ở trong cái trường hợp của cuộc sống mà xin đưa tất cả là tương đối không gì chuyện đó hết. Nên mình trở lại vấn đề cái người mình phải hướng dẫn cái người giới tử, người phật tử truyền giới trong cái thọ giới năm giới hay là bát quan trai giới hay thập thiện giới nhất định thì mình phải giới thiệu giới thứ nhất là không sát sanh. Các vị có giữ được không? Thì những cái người làm cái nghề chài lưới, làm nghề bắt gà, bắt vịt, bắt hay bên kia ta còn sát hại thì ta trả lời là vô phật vô quán. Cố gắng có nghĩa là cũng sẽ hạn chế. Thứ hai nữa là con đang làm nghề chài lưới này, con làm ví dụ một đứa, một người trẻ đấy đang làm cái nghề bắt gà bắt vịt, nhưng mà mai mốt tự nhiên con có cái nghề, con có ruộng, có vườn, có rẫy thì con chuyển qua làm cái nghề trồng trọt không sát hại sinh vật thì nó đỡ hơn. Nhưng mà không biết tự nhiên bây giờ mà người ở Tây Nguyên của mình ta trồng cà phê, ta trồng hồ tiêu, trồng chanh leo, trồng chanh dây đấy, mà nhất là chanh dây chanh leo thì phải uống thuốc khiếp lắm. Và phun thuốc rất là nhiều. Và phun thuốc là việc gì? Việc sâu, việc bỏ, việc rầy. Cái này là các tăng ni sinh chúng ta lưu ý cái câu hỏi của thầy định là liên quan nhiều. Thì thầy chia sẻ ở đây là trong cuộc sống các tăng ni sinh sẽ gặp nhiều lắm. Ở chùa nhà thầy, thầy định là mấy các tăng ni sinh ở đây ở chùa, có thầy tu cái gì mà thầy không sát hại sinh vật mà cũng thấy thầy cũng cầm tay người đó, mà thầy phun thuốc nữa thì giết hại, tội thầy nặng lắm nha. Thầy giảng dạy cho người ta là không sát hại sinh vật, đến thầy bơm thuốc sâu đó. Nhiều chùa trồng lúa không? Có, bơm thuốc. Cái trồng cây thầy tu hành gì lạ? Thầy đi tu hành gì mà thầy khuyên người ta là không có sát hại sinh vật, phòng giải giới thứ nhất là không sát hại sinh vật, mà thầy đi bơm thuốc sâu là sao? Mà phật tử đã phát nguyện ở chùa đã thọ giới rồi, không sát hại sinh vật, giới thứ nhất về chùa. Thưa thầy, con người thế gian làm sao con giữ được? Biết nhiều người cái câu hỏi mà thường gặp nhất đó là một tử về chùa, thưa thầy, bạch thầy, thưa cô, chồng con cũng làm nghề này nghề kia, chú ông đồng cũng làm chức quyền luôn, tiếp khách biết, nhưng thứ năm là chứ không có rượu biết, thế là sao không đi được? Gió biên biệt gió giải thoát, giữ được cái phong nào giải thoát. Nên nhiều mình phải có cái tích cực. Mình bỏ lòng lòng. Ví dụ giả sử mình không có cái tinh thần như thế này, cái người đó làm cái nghề kinh doanh buôn bán tiếp khách rất là nhiều, mình tiếp khách thì miếng trầu là đầu của viện, còn Việt Nam mình là vô tưởng bất thành lễ, cái gì mình lễ lọc gì không có rượu, thậm chí nhiều tài nhiều cô đúng lúc mình sơ hiếu trà tập mình rót trà rót rượu. Đó, chứ mình phải bỏ lòng vậy chứ. Cái thứ nhất cũng rốt rượu, rốt tất cả là phương tiện đó. Mà mình làm sao mình giảm phải bỏ mất. Tu là sự xuống, là sự xuống, có sự chỉnh thức. Nên nhiều khi ông đó, ông trước kia ông chưa quyền, ông phải tiếp khách một tháng ông uống. Ra uống tới là 10 thùng bia. Một tháng là 30 ngày, tiếp khách uống được 10 thùng bia. Mà từ khi biết quy được bỏ mất, còn thắt một chín thùng tốt rồi, rồi rớt xuống là lần thắt thùng lần từ từ bỏ mất cũng là vậy. Chứ trong cái giới thứ nhất này, mới đầu mình chưa biết dự như mình giới thứ nhất không sát sanh, mình gặp đó mình giết hại sinh vật hữu thứ, bây giờ mình tu tập mình sửa mất, mình hạn chế, mình chạy tấm lòng. Thế cái sự khác biệt cái vấn đề mà sát sanh nữa đó, giới thứ nhất là không sát sanh, thầy ở chùa, sư cô ở chùa thì cũng trồng cây bôn thuốc sâu bỏ là chết bó phong. Nhưng mà cái khác biệt giữa một người tu với một người không tu cũng một hành động phật dạy là nhất thiết di tâm tạo. Các tăng ni sinh này, các chú tiểu của chùa hàng ngày buổi chiều tụng lại nam mô diễn viên vương bồ
Tát cũng kinh gì mong sơn thiết thực mạnh họ diện diện chiếu thiết thành, thiết thành lý diện nhiều cô hồn nhiều yếu sức tình độ thích tụng hoa nghiêm bán cờ kinh nhờ nhân dụng liệu tri ta thế những thiên phật ứng quán pháp với tăng những thiên y tâm đạo phần lớn tất cả đều cái tâm mình mà ra điều này không phải là sống lý thuyết mà có sự là thực tế. Thầy giải thích để các tăng sinh xin chúng ta lấy cái mỗi một khi chúng ta tụng kinh ở trước bàn phật trước bàn tiêu diệt của hồn có chiêu nào cũng tụng kinh mong sống thiết thực hết các chùa. Thế thì cái vấn đề khác biệt giữa một người bốn thuốc bốn hoa một người mà không có biết phật pháp ở thế gian người ta trồng chanh dây chanh leo ta trồng tiêu trồng gà mỗi hay là trồng lúa mỗi khi ta bơm thuốc thuốc độc ảnh hưởng mệt nó phiền não phát sinh cho nên khi mà ta bơm thuốc người thế gian ta bơm thuốc mà người ta không tu không hiểu phật pháp ta bơm và làm sao chúng mày là những thứ sâu bọ ông bơm với bà bơm thuốc để chúng mày chết để tiền ngòi tiền giống chết thì khỏi đầu thai rồi ta chết được ta chết được ta lúa mạ bà ông ta tốt chân dây chân leo ông ta tốt cây có nhà ông nhà bà ta tốt chúng mày không được phá hỏi mình bơm nhưng mà mình mang cái tâm này cái tâm của mình khỏi cái tâm mình muốn cho nó chết đi nó đồ thai chuyện kiếp một cái người thế gian mà không có học Phật mà người ta bước chân xuống giường thì sao ô trong nhà chết càng nhiều càng tốt ta đạp cho chúng mày chết. Nhưng mà một người tu thì sao? Tùng chiêu dần đạo trực trí mộ nhất thiết chúng sanh từ hoàn hồ nhược cư tốt hạ thẳng kỳ hình nguyện như chúng rồi sanh từ hồn mình hòa hướng cái tông nó mình cầu mong cho chúng sanh nó đuổi cả đồng chết thì nó được siêu sanh từ hồn. Thì trong cái trường hợp này giống như mình lỡ mình nhận chết cái đó thì cái tội sát sanh thì cái nhân quả mình tạo với nhau thì mình có tội. Nhưng mà cái tội đó là giống như là mình giết cái đó thì nó đơn giản cái tội đó mình bị phạt nó 10.000 thôi nhưng mà cái công đức mình cầu nguyện cho chúng sinh đó mình hồi hướng mình trải cái tâm từ bi đó thì mình hưởng được tới 90.000 là lời tới 80.000 nói dễ hiểu thì các anh chúng ta thấy điều gì thì một cái người uống một chén nước nhà Phật quán với bác thủy mình quán cái tâm của mình tụng kinh trì giới mình bơm thuốc sâu cũng vậy ở chùa cũng bơm chứ nhiều thầy nhiều cô làm vườn làm tường phải trồng lúa phải trồng cây phải trồng hoa màu để nó bơm thuốc sống bơm thuốc thì nhưng mà người tu hành vì cái điều kiện chúng tôi sanh nhưng mà khi mình bơm thì mình thay vì mình khỏi cái tóc sọc mà chúng mình chết khỏi đầu thai rồi khỏi phá lúa phá mạ phá tiêu phá gà phá cây tiểu nhà ông nhà bà thì mình ngược lại mình khỏi cái tâm từ bi giống mình uống nước giống mình bước đi tùng chứ mình hạ đơn xúc bỏ dùng mình khỏi cái tâm, còn cái tâm là sao? Vì cái điều kiện về sinh nhai những côn trùng sâu bọ, tôi biết là các vị như thế, nhưng mà vì cái con này đuổi các vị nó chết thì là trong quá trình con thì khỏi cái tâm tự đi, mong các vị sống thù du sâu bọ rất là cực khổ. Thôi thì các vị bỏ từ bỏ cái thân này đi, từ bỏ phạm thân như chứng thân thân, tụng kinh mình ai mà cũng cúng lên, còn nó luôn đó. Xã phạm thâm như chứng thắng thâm đi chư đạo quy tụ Phật đạo xa địa đề những miền ác trở về với cái đường chính đạo Phật pháp các vị côn trùng bỏ ấy mấy bữa số bỏ khổ lắm thì thôi thì người ta chết bởi vì trong điều kiện sinh nhai là một người Phật tử người ta ôm thuốc nhưng mà người ta khỏi cái tâm từ bi đó cầu mong cho được siêu thoát cầu mong cho được chuyển kiếp mình cầu nguyện với cái tâm thành thật sự và trong quá trình đó nếu là người Phật tử là biết không biết tụng kinh tiêu tai hay tụng bài chú tiêu tai các thường thần chú hay là tụng cái chú thất vọng diệt nội chân ngôn thì người thế gian cũng có thể niệm được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà trong quá trình bốn thuốc và hai cái tâm từ bi ra thì cái tội mình có một nhưng mà nhiều khi cái công đức mình lại có lợi nhiều hơn đó cũng một cái giới sắc sanh vậy. Thế thì cái giới cái tiền biệt giải thoát là vậy. Cho nên giới thứ nhất là sinh thua không ai giữ được trọn vẹn. Giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba, giới thứ tư người tu học vậy. Cho nên các tăng ni sinh học kinh Bát Vũ chưa? Năm nay có học kinh Bát Vũ không? À. Trong Bát Vũ có học đó là cái câu kinh một cái bài kinh là chết các bên bờ suối
các người xuống học cái bài kinh Bất Dụ đó chưa? Trước các bình vừa xuống là có ngày xưa có một cái người mà đi giữa sa mạc, đi qua cái vùng đó mà kho vô không có nước đâu uống, thì sắp chết khác rồi. Mà đi cái tự nhiên họ đi tối cũng bờ xuống rồi gán đi mà gần xỉu khác nước gần chết, cái tự nhiên họ thấy một cái dòng sông dòng xuống nó rất là mừng, vội vàng chạy tới mình chuẩn bị uống nước. Cái tự nhiên nghĩ nước này nhiều quá, sông này nước mà uống cho mình cũng cái tớ cái bụng nó chết làm sao, cho nên không dám uống, nằm bên bờ xuống mà chết. Chết khác bên bờ xuống. Đức Phật ví dụ này giống như cái người ngu si kia, người thế gian thấy Phật pháp mênh mông đại hải làm sao mà tu tập được, cho nên không tu. Thấy Phật pháp mênh mông vô lượng vô biên 84,000 phương pháp tu tập, ôi cho nên nhiều quá tu tập nó khó quá, cái này làm sao mà tu tập được, đường tu nữa. Cho nên sống trong giáo pháp, sống trước và 84,000 pháp môn, sống trong thiên kinh vạn điện nhưng mà không chịu tu tập, sợ tu tập không có được, tu tập không hết. Cho nên giống như cái người ngu si kia mà chết khác trong đời xuống. Người tu tập là một người xuất gia, đặc biệt là người xuất gia sống trong Phật pháp mà không giữ được Phật pháp, không có tu, không chăm, không có biết ngoài gì, không biết tụng kinh, không có chịu bái sát, không có chịu kinh nghệ này kia, thì những người đó sẽ bị chết trong cái sanh tử luân hồi, bị đọa lạc, cũng giống như những người ngu si kia mà được chết khác trong dòng sông dòng suối. Chỉ cần mình uống được một ngụm nước thì mình có cái sự mát nhưng là khỏe rồi. Trong Phật pháp thì tu là biệt biệt vậy thôi, chỉ gọi vào trong đó. Ở trong cái đường đường mình có một cái dòng bụng nhỏ bé nằm trong cái đường đường, cái trong cái ban tim khoa học có thở phát triển lên, nhưng mà vi trùng nó siêu lắm. Khoa học phát triển tới đâu là virus nó phát triển, nó khoa học phát triển tới nó chạy đua với khoa học, nhân quả liên tục ở nơi tâm này. Nhưng mà người con Phật thì bắt nó nhìn siêu việt hơn cái thế giới ta bà này, vượt qua tới cái cấp độ mà khác, mỗi cái cấp độ mà khác. Hôm nay nó xuất hiện con virus H5N1, cái người ta nghiên cứu ra được vaccine thuốc trị H5N1 thì nó xuất hiện H5N2, nó xuất hiện bây giờ tới N4. Ngày xưa ta trị được bệnh chó dại xuất hiện bệnh chó điên, thức bệnh nhiều cái bệnh nó xuất hiện liên tục. Ngày xưa chẳng hạn ai bị bệnh ho lao mà chết, giờ ta trị được bệnh ho lao thì nó lại xuất hiện những cái siêu cảm. Cho nên những cái bây giờ người ta nó đang xuất hiện một cái bệnh covid 19, nó làm bằng tay ba nó xuất hiện covid 20, 21, 23 rồi. Mỗi năm giờ biến chủng ra những cái năm nào nó xuất hiện, năm nói covid 19 thì nó xuất hiện trong bệnh dịch năm 2019, bây giờ 2021 và chuẩn bị 2021 một sang năm 2022 có cái bệnh dịch nào đó mà nó xuất hiện covid, nó đặt đầu covid 22, 23, 24 nó liên tục nó phát triển. Con người điều trị được bệnh này có những bệnh khác phát sinh. Ngày xưa chó dại cắn là chết, người ta điều trị có bệnh chó dại được. Ho lao là chết thì có bệnh ho lao. Như bệnh sida bây giờ người ta chỉ điều trị đấy thôi, cũng chưa có thuốc trị hành không nói được. Rồi người ta đang đi nghiên cứu những cái loại cái vaccine là một phòng bệnh thôi, và phải có thuốc điều trị. Nên giống như ngày trước bị bệnh thương hàn đậu mùa, những bệnh này mình kêu bệnh truyền nhiễm còn chết, nhưng bây giờ là họ phát triển có những cái vaccine, các cái thuốc mà điều trị được. Thì ta mong rằng trong 2021 này ta sẽ có cái thuốc để trị được những bệnh covid. Mà thì lúc đó ta chỉ giống như bị bệnh cảm thì ta uống đau đầu, uống thuốc hết. Nhưng mà vì của virus mà nó liên tục nó phát sinh, con người người ta siêu việt nghiên cứu tới đâu thì virus vi khuẩn phát triển ra nó khủng khiếp lắm. Ngày xưa ông bà của mình nói xưa, nhưng mà không chừng như cái thời của quý thầy này là cách đây khoảng chừng 30 năm về trước, mà mình đi với tỉnh mình đạp mấy chai rồi, cái tự nhiên là máu rồi cháy nó phục ra. Nhưng mà mình đi lấy cái cục đó mình dập vô cái chàng mình hét nó. Và bây giờ là siêu lớp khoa học phát triển đúng thứ tinh vi, mà tóc nó bị ô nhiễm, mà bây giờ mình cháy máu mình đưa tóc vô mình chét vô là thôi, cái nhiều khi nó bị nhiễm trùng cư trong ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm cả tài nguyên, ô nhiễm đủ thứ, ô nhiễm âm thanh. Ô nhiễm âm thanh là sao? Đang học ở đây mà máy xay gạo xay đồ làm ầm ầm bên tai, đang ngủ bằng karaoke nó hét vọng bên tai, nhà của nó đổ bên tai làm ầm ầm, người ta ngủ được là ô nhiễm âm thanh.
nhiều vấn đề nó phát sinh liên tục vậy. Và cuộc sống nó cũng là như thế, mà thần vương ra khỏi cái thế giới những loài người, nó lớn những thiên hà hòn vũ khác, thì nó có những cái khổ đau khác, mà nhưng mà có những sự an lành, rồi có những cấp độ nữa thì đó là hạn rất hạn thì nó khổ vậy. Người đồng bào nó có khổ, người đồng bào người kinh có khổ, người kinh cái hành tinh này nó có những khổ, cái nỗi khổ đó, những hành tinh khác mọi cái nó có sự an lành riêng, và người tu tập có sự thăng hoa, cái lòng sẽ đi lên siêu, tức là mỗi một ngày mình vượt lên rồi siêu đo cái mình là bị rớt hạn, mà người tu tập thì cứ làm lên, cũng giống như gió điên biệt giải thoát, mình tu được phần nào mình giải thoát được phần nào. Giới thứ nhất là giới không sát sanh. Thế cái người mà tu tập mà làm gà làm vịt nữa này cái thì con cố gắng có nghĩa là mà nó còn có nghề khác thì con sẽ chuyển đổi, con hạn chế bớt đi, con tránh cái sự sát hại. Cái cuộc sống là nó sự tu tập tu sát. Người nào giỏi thì cứ mà tu. Tu là gì? Tu là sửa, là chỉnh sửa ngày càng tốt hơn. Nhưng cố chấp được năm giới của Phật tử tại gia mà nói là thưa thầy, con đang làm cái nghề ở tại cái cuộc sống miền Thiên Hải miền Trung làm nghề trà lưới, thế thì những người đó không trở thành Phật tử được à? Phật cố gắng nó không giữ được cái giới thứ nhất, nhưng mà nó cố gắng, nó trải cái tâm từ thiện nó tốt lắm rồi, ta giữ được cái giới thứ hai, giữ được cái giới thứ ba, giữ được cái giới thứ năm. Giữ ai mà giữ hết trọn vẹn trong năm cái giới này thì sẽ được hưởng 500 triệu đồng. Ví dụ vậy, nói bạch thầy, bạch Đức Phật, con là người ở tại thế gian, làm sao mà con giữ được trọn vẹn? Con có giữ được thế mình trong tay không có hưởng được trọn vẹn đâu. Nhưng mà những người giữ khó, ô con không giữ được một giới, nhưng mà con không giữ được bốn giới, giữ được một giới thì con được 100 triệu đồng cũng tiêu. Giới thứ nhất là với thầy ví dụ dễ hiểu vậy đó. Ai giữ được cái giới trọn vẹn được 100 triệu đồng trong giới này, nhưng mà mình không giữ được hết, mình không giết người thì mình được 50 triệu, có tiền quá tối có đủ dư xài, và mình không giết trâu giết bò cho vịt. Thế thì cái câu hỏi của Phật tử hỏi này, bạch thầy, bạch sư cô, có làm như vậy có thể hay không? Mà xin thưa này, cái đó là chuyện bình thường, sống giữa cuộc đời này giới thứ nhất thể sát hại sinh vật à. Mấy Phật tử hoan hỷ, thì các Phật tử cứ yên tâm, mình cứ dùng bình thường, mình trong cái cuộc sống mình giữ được cái phần nào tốt lắm rồi. Cô không là cái giới thứ nhất là không sát hại sinh vật. Tôi học tôi được biết rằng quý thầy giảng rằng chư Phật giảng dạng kinh điển về rằng giới thứ nhất là giới sát hại sinh vật. Xin thưa trả lời với các Phật tử này, cô hay chú em Phật tử nó cứ yên tâm, cái này không có tội gì nhiều hết. Theo tôi được biết, nghiên cứu kinh điển chư Phật Bồ Tát dạy, thầy tổ tôi dạy rằng, giáo thọ tôi dạy rằng, giới thứ nhất là giới không sát hại sinh vật này, mà giới là biệt giải thoát, giữ có giữ được phần nào thì được cái sự công đức lớn phần đó. Cô không giết người thì cô được cái công đức của giới đó rất là nhiều. Cô không giết trâu giết bò giết voi giết ngựa thì cô được hưởng cái công đức rất là nhiều. Còn ngược lại mình biết phóng sanh biết tạo phúc rất là tốt. Thế bây giờ nếu mà cô bây giờ nó về như vậy, cô hồi hướng công đức, cô uống thuốc tụng trong quá trình niệm kinh niệm chú giống người tu tập vậy, không có thuộc được cái đó uống Phật quán nhất bất thi bất quản tứ thiên trùng, thì mình cố cứ trải cái tấm cái từ bi của mình, vì con đây là cái thân thể con sống giữa đời Phật của tập tục của bị mẹ con gia trái chủ của sinh sám hối niệm kinh niệm Phật dược sư niệm có Bồ Tát trong quá trình uống thuốc đó, thì cũng mong rằng nếu mà có biết cũng có chết rồi này thì các vị đó là muốn trùng bỏ bay mấy rồi việc này thì cầu mong các vị siêu sinh tịnh độ thì cái phúc đức mình đã tăng rất là nhiều, còn cái lõi mình đã tiết kiệm rồi. Sống giữa cuộc đời mà ai có lỗi, nó dễ hiểu là cái lỗi thì bị phạt à, cái lỗi thì bị phạt, nó chỉ phạt 10.000, nhưng mà công đức của mình tạo ra thì mình tạo 1 triệu đồng, mấy tạo 100.000 thì 10.000 cũng xin nhi hết, mình còn trả một lãi rất là to. Nói với các Phật tử vui, các anh em sinh mình chúng ta dễ hiểu. Thì liên quan đến cái câu hỏi của tăng sinh nhận định thì thầy cũng chia sẻ nó rất là thiết thực trong cuộc sống. Câu hỏi đó cũng là một cái câu hỏi rất là thiết thực, câu hỏi hay. Và các tiên sinh không những là xin cho thầy tăng sinh nhận định và cũng trở thành một cái bài học mà các tăng sinh ứng dụng trong cuộc sống, nhất là trong cuộc sống của mình. Giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba, giới thứ tư, tu là sửa giới như thế thôi, cái gì kiểu đó hết. Tu là sửa.
sứa rất nhiều, thì họ nào nhà mà nó dọn thì su cung sứa sơ sơ, ai sứa sơ sơ là mua keo voi, keo giáp tường, keo này đưa lên bỏ chứ dán nó xong tiêu luôn. Còn những cái chùa đó, nhà đó đại trùng luôn, đại trùng luôn, xây mối hoàn toàn. Mình đưa ở thế gian mà mình chỉ sửa sơ sơ chút chút. Còn nếu mà giả sử như mình từ bỏ cái đời sống thế gian, mình sống cái đời xuất gia là mình đại trùng luôn. Mình giống như là mình đã phá xuống cái nhà mình tự mình xây một cái ngôi chùa đó, thay đổi hoàn toàn đại trùng luôn. Sự tu lớn, sửa rất là nhiều, tu là sửa. Nên cái câu hỏi đó thì mới đầu mình nghe rất là khó, không biết trả lời thế nào, nhưng mà mình cứ hiểu ra câu hỏi rất là dễ, rất là đơn giản. Tu là sửa. Giới thứ nhất không có ai dễ gì mà chịu được hết, nhưng mà chịu được cái phần nào được an lạc giải thoát phần đó. Mà hơn nữa khi mình trả lời cho các Phật tử đó, các cô chú thiên thần giống như quý thầy của hàng ngày uống một cốc nước phòng bắt nước mắt thịt không? Cứ thế thôi, thì cứ nhẹ nhàng, mọi việc hóa giải, an lành. Rồi cái câu đó thì phải trả lời rất nhiều như vậy, mỗi một bài học. Thầy nhà xin thích nhận định chắc cũng được rồi phải không ạ? Tại vì người cũng dễ thương thiện, tại cô khi học sau hiểu nhiều cho nên con mới thử thầy để tham dự biết nhiều góc như thế. Chứ mình trả lời rất quá. Thì nhân câu hỏi của các sinh viên trường thì các thanh sinh cũng có cái cuộc sống của mình, thông qua đó các thầy cũng chia sẻ để cho mình hiểu cái vấn đề nó rộng hơn. Không những cái câu hỏi bình thường đó mà vấn đề mình đi tu tập nhà thế này, ăn cơm ăn canh ăn nước trồng rau trồng củ. Thưa thầy, con là người con làm năm là tay nghiêm cũng làm chân dây mà thầy cũng thầy trong sát sạch con cũng thuốc là sao? Tất cả mình trả lời cho nó hài hòa. Nhiều khi mình trả lời giết đại cho nó tội lỗi gì, mình trả lời trả buồn. Mà nó tu hành mình được sắc sanh ai mà uống thuốc thì tội nặng lắm đó, giết hại mà phạm giới đó đi ngục. Ui trời thôi chúng ta sợ tôi bỏ chuông bỏ mỏ bỏ nhà trả chuông trả mỏ trả thượng mình phải chuông bỏ chơi tập Phật tử đó, mình phải trả lời làm sao nó ai họ đúng theo kinh điển ai cũng họ được. Và thì thông qua lúc nãy giờ thầy cũng giảng những cái vấn đề cuộc sống này, các anh sinh nghe ít cho mà chúng ta ứng dụng suy tư cho nhiều, ứng dụng trong cuộc sống của mình và mình sẽ gặp rất là nhiều trường hợp. Có thể là những người xung quanh mình hỏi nhiều câu hỏi hóc búa lắm, nhưng mà nắm được cái nền tảng đó rồi mình được chia sẻ nhẹ nhàng giải thích ai cũng không hiểu điều đó tinh thần điện như chúng ta. Thì câu hỏi của tăng sĩ Nhật thầy sẽ chia sẻ như thế. Bây giờ mời các tăng sĩ ai có câu hỏi gì nữa chúng ta tiếp tục và hỏi chúng ta hãy đi đầu tập. Phật sư cho con tự hỏi hai câu. Câu thứ nhất là giới là không làm điều bất thiện. Vậy thì những nhân đế nằm trong nôn, những cụ già bị bệnh nằm thì thường hay những người được cảm giác tiếp tập là người thiện, hoặc là những con vật nó được nuôi dưỡng ở trong các gia đình mà có, nó không có cơ hội để nó ăn được các con khác. Thì vậy thì những cái thành phần như vậy họ cũng nhớ là họ không có giết tại cũng không có nói dối trả tài trong những việc những chuyện đó thì đến mấy năm cũng không được như vậy có thể rất tốt. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là thầy sư cho con hỏi là vô ý có phải có bạn nhớ nên chỉ là phần đó là những câu hỏi rất là hay, cũng hơi khó thôi, nhìn qua thì cũng hơi là khó. Nên xin câu hỏi này là giống như cái em bé hay những người nằm trong nôi hay những cái sinh vật mà nằm trong nhà thì họ có tiếp xúc từ bên ngoài thì như vậy á là người ta giữ giới rất là tốt, có phải không? Không phạm giới thì vậy công đức có nhiều hay không, có phải không? Thì câu hỏi đó Phật dạy là biết trước khi tâm thần. Giống người đi làm thì mới có tiền, mình đi làm cũng làm, nhưng cái nếu mình làm ở nhà không, mình không có phạm giới, không có tạo được cái công đức, không giúp gì cho xã hội này, thì công đức đó mình hưởng tùy theo công việc.
cái người dùng tâm quan trọng, cũng là một cái việc làm thôi. Nhưng mà những người mà có cái tóc được cũng là một cái lời nói. Ông vua chỉ cần nói một lời nói ra lệnh một cái thì cả nước tuân theo, chính phủ còn quyết định còn ban hành một cái thủ tướng, cái chủ tịch, tổng thống, bí thư, mà ông chỉ cần nói một câu thì là khác. Còn cái người mà có phúc đức thì ta nói một cái câu thì cũng chỉ cái tiếng văn không có, nó tùy theo nỗ lực của mọi người. Cái gió nó cũng trong cái vật mình giữ gió, mình làm việc mà không có cái dụng tâm. Giống như cái người tàn tật đã nằm đó thôi, chứ bao giờ phạt giới thì nó cũng như là sắp tức thì không có đức để sắp, thì những người đó cũng có điều tập tâm vấn đề giữ giống hay không, nó có dụng tâm gì nhiều. Nhưng mà mình đi là một người đi thực hành giữ giới thì mình biết giới cái chuyện này chỉ là ba ti mốt ha, họ có thực hành hay không, họ có làm gì hay không. Giống như đến lúc mình nói thì giống như những người bị bệnh, mình nếu mình nói nặng quá thì những người bị bệnh hay một cái bé thì người vô tâm, họ có vô tâm dùng hành thì những cái trường hợp đó là khác. Còn một vô tâm dùng hành của một bậc thiền sư khác, của một câu nói của một cái người có tầm ảnh hưởng thì khác, còn một cái người bình thường thì khác. Mình đặt cái trường hợp một cái bé hay là một con vật nuôi trong nhà, việc này việc kia thì cái trường hợp họ không nhiều dối, ảnh hưởng không có ảnh hưởng gì hết, thì công đức nó cũng không có bao nhiêu hết, gần như họ cũng có dụng tâm. Nhưng mà cái công đức tùy theo cái sự thể hiện, cái tâm lực của một người, phước đức của một mình, trí tuệ của một người, cũng một người, cũng một người bình thường. Nhưng mà trong một giây phút nói cái dễ hiểu ra từ thế gian một cái đêm vấn đề cuộc sống mình nói cho dễ hiểu, một cái ông bình thường tổng giám đốc, ông chỉ cần ông ra một cái lệnh ông làm là gì. Nhưng mà nếu mà ông làm đúng được tốt, phúc đức nhiều thì tạo lợi nhuận rất là cao, nhiều khi cũng được lãi phá sản. Cái giới cũng giống như vậy, thì cái người quan trọng, cái người dụng tâm. Thế còn mình đề cập tới có một trường hợp một đứa bé hay một người bị bệnh đến nằm một chỗ thì vấn đề nó cũng không có bằng được gì nhiều, không có đề cập tới nhiều, phúc đức cũng bao nhiêu thì họ bình thường trong vấn đề, họ không có dụng giới, họ không có va chạm xã hội cũng nhẹ nhàng, quá trọng đi giữa nhân gian, tiếp cận với nhiều việc mà mình giữ được cái tâm mình bảo là người thì người đó mới là chọn. Phải quan trọng cái sự dụng tâm của mình này. Cái đó cũng chưa hẳn là cái dự dân, giống như một con vật nuôi mà tăng sẽ đề cập đó, có đề một vật nuôi thì bình thường nó cũng nuôi ở trong nhà mình giữ hết, thế là tất cả là những cái gia chủ họ giữ cho nó, nó cũng giữ bao nhiêu. Một cái bé thì bố mẹ giữ nhiều chứ còn nó không có biết. Nó là một người bé tàn tật, mắt mờ tay giết đồ này kia hết, tất cả hành động cho họ không có dụng tâm. Những trường hợp đó nếu cái đề cập bình thường thì họ không có dụng tâm thì mình không có đề cập cái nhiều. Muốn suy luận vấn đề, tập vấn đề, biện luận một vấn đề, đặt cái bối cảnh trong cái trường hợp nào. Thậm chí ngày xưa là cái vấn đề sát hại sư Phật ở trong cái chuyện cái Phật trong chuyện tiền thân Jakarta, là những cái chuyện tiền thân của Đức Phật. Thì trong cái tiền kiếp xa xưa, Đức Phật là một tên tu hành Bồ Tát đạo. Nên trong cái miền đó, một con khu làng đó đã bị mất mùa, đói khổ tập bệnh và hạn hán lâu năm, không có gì để mà ăn hết, không có gì để làm được hết. Cho nên là họ tập trung tất cả được một chừng 500 người trăm tám trong làng. Họ nghe rằng ở một cái miền hải đảo, ở trên cái đảo đó có rất là nhiều ngọc ngà trong món sang từ mã não sắc ô hổ phát. Thì họ tập bè cùng nhau 500 người trai trắng khỏe mạnh trong cái thôn làng, và đi tới cái miền hải đảo trên đảo đó và tìm kiếm kiến trong đó họ mang về. Trên đường về thì chẳng may trong đó có một tên gian tham làm ngờ trộm cướp tức cướp. Cho nên khi mà đi tới trên đường về thì mọi chuyện tốt đẹp thuận buồm xuôi gió, ta đi được trên hải đảo đó mà ta nhận được rất là nhiều sắc mô hộ pháp và bạc châu báu, ta chất lên trên cái thuyền rất là nhiều đó mà trở về. Thì trở về đất liền, ta đem cái này ta đổi ra thì đã cứu đói được cái thôn làng, là ta giúp để được buôn dân giàu có đó. Nhưng mà trên cái thuyền đó trở về có một tên tướng cướp làm những nghề trộm cướp, cho nên họ thấy vàng bạc đó tối đó thì ông ta trong tâm thực phẩm tâm phải giết tất cả những cái người còn lại. Nên ta chọn uống, ông ta chọn uống 499 người còn lại, làm dự kiến bằng chọn uống thuốc men
và ông ta sẽ giết hết tất cả những 499 người được thả xuất viện, một mình ông ta về để mà chiếm hết vàng bạc trong bọn này. Trong các cái kinh truyền điện thông thì trên đó truyền thông Bồ Tát Đạo là một thanh niên đi trong đó cũng phát hiện cái âm mưu ông này, cho nên ông ta không có uống thuốc và phát hiện cái tên này là bao nhiêu là tất cả gần như 498 người còn lại là uống thuốc. Và tối hôm đó là ông ta sát hại, cho nên là truyền thông Bồ Tát Đạo là mới biết và khuyên người này không có nên làm cái chuyện thất nhân thất đức. Nên trong lúc mà can ngăn cái vị không nghe, cho nên cái vị thanh niên đó hai bên đánh nhau thì cái thanh niên phải giết chết cái tên đức đức và mà giết cái tên này mà cứu được, giết một người cứu 498 người còn lại, nên là giết cái tội đó thì cũng tội dữ lắm. Thì ông ta phạm một cái giới rất là nhẹ, ví dụ như phạt có 10.000 thôi, nhưng mà cứu bên kia phạt có 1.000.000 đồng, nhưng mà là tiền thưởng là cứu được 498 người thì được thưởng 498 triệu đồng. Công đức rất là nhiều, tiền thưởng tu tập Bồ Tát Đạo, cái sự dụng tâm, cái sự dụng hạnh thì mình đề cập trong bối cảnh này là phải dụng tâm như thế. Còn trường hợp là một đứa bé hay một người bị bệnh hay một con vật nuôi trong gia đình thì đề cập vấn đề chưa phải là cái sự dụng tâm tu tập giới hạnh được. Cái câu hỏi của anh sẽ đề cập ra thì ban đầu mình nghe thì nó ghê gớm, nhưng mà thực ra mình cũng đề cập lại thì có đề bàn luận về dù gió thì mình phải đề cập trong cái bối cảnh nào, trong cái hoàn cảnh nào, cái sử dụng tâm của họ mới quan trọng. Cho nên ví dụ một bọn nuôi một em bé thì mình cũng chưa thể mà đề cập điện luận của vấn đề chịu nhớ được, và cái thỏ nào mà đem nó so sánh đến những cái lý tưởng của tổng bộ tăng đạo trong trường hợp thế giới này. Thì câu hỏi thứ nhất là người thầy cũng xin giải thích, thì các em sẽ cùng đặt vào câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là vậy, xin lúc này ta xin nhắc lại. Ví dụ như đang bị sáng sẽ xuống xa nhậm chết phương dùng như không có cô ấy thì lại có bị phạm giới, là còn cô ấy thì bị phạm giới. Cái trường hợp này mình gọi là vô tâm. Vô tâm là vô ý. Vô ý tức là không có sợ hãi. Cho nên trong kinh mà trong Diệu Pháp Liên Hoa còn cùng ngài Quán Bồ Tát cùng có cái điều vô ý. Vô ý là cái vô, tức là không, ý là sự sợ hãi. Còn cái sự mà mình dụng tâm cho nên cũng một cái hành động, hành động gọi là vô tâm. Nhưng mà trong trường hợp đấy bắt đầu thì vô tâm, sau này là dự kiến bài thứ hai mình học đó, là mình học cái bài là nghiệp. Thì trong trường này mình có tạo nghiệp hay không? Thì ở trong cái tiết thứ hai tuần tới là bắt đầu học cái bài nghiệp. Còn cái bài nhân quả thì các anh sinh về chịu khó học các cái tính chất của nhân quả như thế nào, nhân quả là gì, sự vật lý của nhân quả là sao, rồi chúng ta học được các cái tính chất của nhân quả như thế nào, các anh sinh chịu khó về nắm lại. Còn cái bài số 2 thì mình sẽ học về nghiệp. Thì liên quan tới câu hỏi này, trong bài số 2 thì mình sẽ học rất cụ thể hơn nghiệp là gì, có mấy loại nghiệp. Trong cái trường hợp này thì nghiệp nó thuộc cái loại nghiệp gì, nhưng mà đã phải trả lời một cách vắn tắt một chút. Cũng là một hành động nhưng mà có sự dụng tâm. Ngày thứ nhất á cũng là một hành động thôi, mình biết rằng trong phòng của mình á thì có nhiều côn trùng, có nhiều kiến. Mình là một người, một tăng sinh hay một người bị tu tập và giữ giới tốt, buổi sáng hôm đó thì mình bắt nhắm mắt mở, mình thức dậy, mình bước trong xuống giường, mắt nhắm mắt mở, tay thì dụi mắt dụi đồ, mình đạp chết côn trùng thế này thế kia, mình không hề biết. Thì cái đó không có cái giống như côn trùng đó, những cái chúng sinh nó nhiều đời nhiều kiếp nó vô tình mình đã giết, nhắm cho mình đang mũi nó cắn mình, mình đang quạt thì nó chết. Thì cái trường hợp đó nhiều khi phải trả lại một nghiệp nhẹ nó như thế không, không có dụng đâu. Nhưng mà cũng một hành động đó, nhưng mà ngày mai mình biết trong ngày đầu đó mà mình không có dụng tâm, mình đập tự nhiên khi mình đi rửa mặt xong mình vô bật đèn nó, mình thấy ô vô tình giết chết mấy con côn trùng thế này thế kia, ai như là Phật bảo loại tội lỗi thì tài thì tài, thế mình hồi hướng công đức đó mà mình đã đọc đức đọc chú hạ đơn rồi, lúc nào cũng được thì cái phúc đức tội của mình gần như là không có gì hết, nhưng mà cái phúc của mình lại có.
mình hồi hướng. Nếu mình phạt có một hai lần mà mình được thương cái trong, một cái trong lòng vậy đấy. Nhưng mà cũng một cái hành động đó, mình biết rằng trong phòng của mình có nhiều côn trùng, mình biết mặc kệ, hôm sau cũng hành động, ôi sự mỗi ngày côn trùng mấy người chết càng nhiều càng tốt, nó đạt tới nhau. Thì cũng một hành động đó mà mình lúc đó có dụng tâm rồi. Và cái tâm mình lúc đó là tâm ác tâm, và cái tội nó theo đó mình là tâm. Cho nên là mình tụng kinh Hồng Nhân Sám Hối, mình tụng hết là mình tụng lại Hồng Nhân Sám Hối là một lần tội tụng tâm tội. À, tâm nhiệt tội là tội từ tâm, tâm khỏi mà đem tâm sáng, tâm đã tịnh rồi thì tội mới kêu tội tiêu tâm tịnh, lúc đó thì mới cả hai cái điều đó mới tạo thành cho sám hối. Cái tội với cái tâm đó tất cả mình là dùng tâm sám hối, chứ cũng là cái hành động mà mình đã mà ngày mai kể rồi mình tạo cho mình chết, mình bôn thuốc sâu thuốc ruột, mình tưới cây xanh, mình bỏ phân bỏ mó vậy. Một người thế gian mà dùng tâm ác cho tụi mày chết, hay là những người thế gian mà chưa biết tu tập thì cái tội họ, thì đôi lúc mình cũng luận nó tin theo cái trường hợp. Nhưng mà lúc mà họ phát động cái tâm ác cũng một cái hành động tạo nghiệp, mình động người sáng mà mình nhìn nó là vô tâm, tâm mình không có để trong đó, mình giận nó mình không biết, giết nó giận nó mình không hay, thì cái tội đó thì nó gần như là vô tâm chứ không phải là vô ý. Cái tội nó tùy theo mức độ mà mình định lượng. Nhưng mà cũng một cái hành động đó mà ngày sáng hôm sau mình biết ở trong mình nó có nhiều côn trùng, mà mình nói thực kệ nó cũng đặt thế này như kia, mình không có niệm kinh niệm chú hết thì cái tội rất là nó nặng theo cái tâm mình nó khỏi thì nó nặng thêm thôi. Thế thì hôm sau mình sẽ giấu cái tiền nghiệp, thì mình sẽ học nó cụ thể nghiệp là gì, là một hành động tạo tác như thế nào, cái sử dụng tâm thế nào, có bao nhiêu cái loại nghiệp, và trong trường hợp này nghiệp thì nó thuộc về cái loại nghiệp gì. Thì trong cái bài sau học cụ thể thì ta xin đi chung một cái câu hỏi về một câu hỏi về như thế, thì có thể nhắc lại là ở đây không phải là vô bi, mà có thể gọi là tạm thời gọi là vô tâm. Vô tâm thì nó nhiều ý nghĩa, vô tâm chủ đạo thì nó khác, mà vô tâm là của một người ngu, một người khờ, mặc kệ, một cái tứ đồng thì nó khác, vô tâm của một bậc siêu việt thiền sư thì nó khác, một ngộ đạo thì nó khác, vô tâm dùng hành thì cái trường hợp rất là siêu việt của một bậc chân tu rồi. Và vô tâm là cái kiểu mà vô tâm của một cái kẻ mà không có hiểu cái phần của ngu si vô minh thì họ còn khác nhau hơn. Thì cái câu hỏi đó làm sau đó thì mình sẽ học cái bài về nghiệp, mình sẽ đào sâu thì các anh sẽ hiểu được rất là cụ thể hơn. Bây giờ có ai có câu hỏi gì nữa không? Không thì chúng ta sẽ nghĩ bây giờ là 11 giờ kém 15 phút rồi, cũng hết giờ rồi con ạ. À, quá giờ giờ mới hết. Thì rất là nhiều cái câu hỏi thắc mắc các anh em xin cứ ghi trong những giờ học, nhưng có thời gian thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những câu hỏi đó, thì sẽ rất là hay học cái cuộc sống của mình, nhất là những câu hỏi để mà làm sao thì trong cuộc sống gặp việc này việc kia, chính những cái câu hỏi như là câu hỏi hôm nay thì chúng ta phải nói rất là thực tế. Các anh sinh học cách dụng tâm trong cuộc sống hàng ngày, mà nhất là mình đã học được cái bộ luật tiền đi nhập dụng thiết yếu luôn luôn cần thiết hàng ngày. Tất cả những hành động của mình học mấy chục cái 52 cái câu chú, 52 cách dụng tâm đó, nhưng mà từ cái đó mình ứng dụng ra một để mà tất cả là một giáo lý đại thừa thì cao siêu việt vậy đó. Nhưng mình người mà cứ lợi dụng giáo lý đạo thừa mà cứ nói sách thích thì không có cứ tùy sách rồi bao che những hành động tội lỗi tội rất là nặng. Chính vì vậy mà Phật giáo nguyên thủy người ta ít đi vào cái vấn đề mà dùng lý bát nhã để đó. Còn thậm chí có nhiều người cư sĩ tại gia Phật pháp không hiểu nhận từ lúc nào nói chuyện thiên thi điều địa sách thích thì không cứ tùy sách chay bằng cái gì nói đủ thứ. Những người đó trong khi đó giống như người bị bắt vẽ, những người đó thì phúc đức thì không có trí tuệ có mà nói chuyện siêu việt không, thì đi gì anh bắt tâm vẽ anh ngày mà vẽ nó bắt chắc bắt mà học đạo anh giỏi cái khác những người mà tu tập như vậy mình vừa sao phải lý sự nó viên chung là tu tập từ của yêu của mình phải có sự có lý làm gì học phải tương đương với nhau là tốt đẹp. Thế thì giống như mình học 52 cái cách mà dùng tâm trong cái tiền đi nhập dụng, nhưng mà trong cái cuộc sống mình dùng đó như họ thường nhắc hẳn là có cái chú mình chạy xe máy cũng trên xe máy, và thậm chí nghe điện thoại cũng có chú nghe điện thoại nữa.
nhấc phân lên, nhấc chiếc phân lên ổng rộng rồi, tiếng ai như tiếng mẹ lá thu rơi. Nhiều cái vấn đề cho nên trong cuộc sống mình ứng dụng, thế mình học được một pháp thì ứng dụng toàn pháp. Học cái luật tiền niên giống như quá trọng là cái cách dụng tâm của mình. Học cái bài nhân quả, tiếp sau mình học cái bài nghiệp. À, bây giờ các em sẽ ghi ra cái câu hỏi đó lần sau làm bài. Làm bài lớn một điểm, bây giờ mình chưa có một điểm nào hết. À, nhân quả là gì? Làm bài này đánh bây giờ online thì không có gửi gì được, thì là mình làm từ một mình gửi qua Zalo cũng được, Zalo cũng quý thầy hoặc là gửi qua email, Zalo thì cũng tiện, rồi quý thầy sẽ chấm bài trong đó lấy cái cục điểm. Một năm thì học một học kỳ, kết thúc học kỳ mình có cục điểm kiểm tra miệng này, kiểm tra 15 phút này, kiểm tra một tiết và những thi học kỳ nó bốn một điểm như thế, mà sẽ điều chuyển mọi việc, chúng ta sẽ cố gắng điều chuyển trong cái tình thời đại dịch bệnh COVID học online việc này việc kia. Nhân quả là gì? Các tăng nhân sinh sẽ trình bày những đặc tính của nhân quả. Là câu hỏi đó. Mình làm giới hạn nhân quả là gì, tăng ni sẽ trình bày những đặc tính của nhân quả ở trong cái tài liệu mình học khóa rồi. Thế mình viết một cái bài nhân quả là gì thì làm một cái bài viết đó, đòi hỏi là các tăng ni sinh phải biết ông mở đời, mỗi người phải biết cái cách vào đời mở đời, rồi viết cái thuật bài, rồi viết cái kết luận, chứ không phải là copy hết ở trong đó, là ai mà copy viết chép lại trong nguyên văn thì từ năm điểm trở xuống thôi, phải có sự thay đổi, dùng cái sự của mình ở trong đó. Mình biết mở đời mọi người mọi cái cách mở đời khác nhau, và giải quyết vấn đề, kết luận mọi người có cái kết luận trong cái giống nhất nhân quả, đặc tính nhân quả ứng dụng như thế nào mình biết. Thế thì cái bài viết mình biết cố gắng thì không quá 400, nếu mà mình đánh trên cái phần Word A4 cố gắng các tăng ni sinh viết phong chữ 14, cố gắng đóng cái tờ đóng cái phong chữ Unitan, còn mà gỡ chữ của 14 viết thì từ 200 tới 400 chứ không có viết dài quá đọc mệt, mà hơn nữa là người viết dài quá, người viết ngắn quá thì không có nên. Ghi được câu hỏi chưa? Nhân quả là gì? Tăng ni xin hãy trình bày những đặc tính của nhân quả. Thì trong bài học có đầy đủ hết. Thì chúng ta phải biết. Còn mở đời, ví dụ mở đời tôi biết đứa trang. Rồi cái phần là thông bài thì mình biết cái định nghĩa, rồi biết cái đặc tính nhân quả, rồi biết lại cái suy tư của mình ứng dụng kết thúc lại, có cái kết luận của mình là từ một trang đến nửa trang. Ta có anh em xin bạn Hương gì đó phát biểu tại tranh thủ đi, bật bấm cho bấm micro cho phát biểu nhanh cho chúng ta khoảng giờ. Làm trên giấy ở tăng ni có gửi lên trường hay là gửi đâu cũng được, tại vì giờ bị COVID thì mình gửi hơi khó, nếu mà ai có điều kiện thì làm trên giấy. Trên giấy thì phải gửi tới trên trường, thầy gọi ở cái vị lớp trưởng hay là gọi gì lớp phó hay là gọi cho chỗ thầy tiền trình, hay làm sao mà gọi sớm mình sẽ cho quý thầy chọc bài. Nếu mà ai nói thì người ta biết giấy cũng được, làm sao. Còn nếu mà làm ở trong phòng quần thì gọi qua Zalo hay gọi qua email, được gọi quần thì gọi Zalo, Zalo là trong group có, gọi qua đó thì quý thầy nhận. Mình có cái nhóm group của mình là cái nhóm học Phật pháp căn bản, gọi qua đó thầy nhận. Hỏi cái cách làm sao gửi qua phải ghi tên pháp danh và mọi việc nhé, giống như hình thức bài kiểm tra.
làm nhưng mà không một cái tiểu luận nên làm nhiều có được, tại mình nhớ gì giới hạn là giống một tờ giấy A4 phong chữ 15 cái chữ cây chữ 14, nghĩa là mình làm một chữ từ một tờ cho tới hai tờ thôi. Là thầy có còn ai nữa không? Một phần bạch thầy, thầy cho câu hỏi là ví dụ như một số vị để mà biết trên những cái có thể là ngoài giờ đồ được học thầy thì có thể được thầy chỉ là gì đó mình sẽ đi qua những cái tiện quá. Đúng rồi, mình đánh thì mình biết, mình đánh cho mình gửi theo cái phai quần vậy mà tập đánh mình không biết gửi.